chương 1280, ngoại trừ hoang cổ thành ra, chúng ta sẽ xây dựng thêm 15 tòa thành nữa, chia ra hai phía nam bắc mỗi phía 8 tòa thành, sẽ do các người chọn lựa vị trí. Các người chọn xào huyệt trước kia của dị tộc cũng được mà những chỗ khác cũng được, nói tóm lại phải hô ứng lẫn nhau, bảo vệ toàn bộ thiên Nguyên cương vực. Mấy lời của cổ trần khiến Long Uyên và cổ trần sáng bừng đôi mắt, cả hai hiểu rõ ý của cổ trần là gì. Thiên Nguyên cương vực sẽ giao cho hai người các người chấn thủ, tương lai, đợi có người thích hợp lại phái tới chấn thủ thay các ngươi. Cổ Trần nói ra tính toán của mình, trước hết để cho câu Trần cùng Long Uyên tỏa chấn nơi này, tạm thời hắn chưa có đại tướng nào tốt hơn để làm việc này. Thứ hai, hắn muốn hai người ở đó tôi luyện thêm, chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần mở rộng lãnh thổ sắp tới. Tuân lệnh, hai người không có ý kiến gì, vì mệnh lệnh của Cổ Trần là tất cả. Tốt, các ngươi đi xuống đi, ta muốn trở về Bách Man Sơn một chuyến. Cổ Trần nói xong khoát khoát tay để cho hai người đi xuống, trong lòng suy nghĩ chuyện trở về Bách Sơn và chuyện luyện chế thêm một thần huyết trì khác, lâu rồi hắn không về Bách Man Sơn, át hẳn có rất nhiều việc cần hắn giải quyết. Bạch, nghĩ đến đó, bóng dáng cổ trần nhoáng lên một cái, hắn xé mở không gian bước vào bên trong, hoàn toàn biến mất khỏi nơi này. Ngay tại lúc cổ trần chạy về Bách Man Sơn, màn hoang thế giới xảy ra một sự kiện lớn, mà còn là sự kiện kinh động đến Bách Tộc. Hắc ma tộc tam đại hoàng tộc bị diệt, không một ai may mắn sống sót. Phong tộc, thú nhân, kim tộc, thạch tộc đều bị diệt, không tộc nào còn tồn tại. Vạn thạch lính, Vũ Hoàng liên minh nội bộ, một đám cao tầng đang khẩn cấp thương nghị. Vũ Hoàng sắc mặt ngưng trọng, nhận được hai tin tức trên liền thất kinh. Vũ Hoàng, thế lực dị tộc bị diệt, đây có phải là một tin tức tốt đối với chúng ta? Có kẻ mở miệng hỏi, những người khác cũng cho là chuyện tốt, nhưng chỉ có Vũ Hoàng xa sầm mặt mày, hắn nói chẳng lẽ các ngươi đã quên, trong tay đám dị tộc đó nuôi nhốt một số lượng lớn tộc nhân chúng ta hiện tại đám dị tộc đó bị diệt không ai sống sót chắc chắn các tộc nhân bị nô dịch cũng không may mắn thoát khỏi vũ hoàng nói đến đây vẻ mặt đau lòng mọi người nghe mới hiểu được ai cũng tỏ ra xấu hổ chỉ biết cúi đầu nín thinh vũ hoàng nhìn vẻ mặt của mọi người bất đắc dĩ thầm than một tiếng hắn nhớ tới cổ trần vị nhân tộc nhân hoàng mới quật khởi người đó một đường vượt mọi trông gai gần đây lại còn thống trị toàn bộ hỗn loạn thiên uyên chẳng qua chuyện đó đã bị một sự kiện lớn khác che mất Bên trong bách tộc có không ít hoàng tộc, vương tộc cường đại bị diệt, không ai sống sót, đều là bị nhổ tận gốc, thậm chí thi thể cũng không còn. Việc này kinh động đến các cao tầng trong bách tộc, tất cả khẩn cấp thương nghị. Sở dĩ vũ hoàng khẩn trương là vì các tộc bị diệt đó đều ở gần hắn, nếu việc này thẳng tiến một đường. Hắn thật lo lắng bất an, nếu nối các dị tộc bị diệt thành một đường thẳng, thì sẽ phát hiện nạn nhân tiếp theo chính là vạn thạch lĩnh. Và lại, không chỉ dị tộc bị diệt, mà ngay cả nhân tộc trên tuyến đường kia cũng bị diệt sạch sành xanh bởi vậy mới nói đây là chuyện lớn các ngươi nhìn xem trước đó là thú nhân thạch tộc kim tộc bị diệt còn thạch hoàng tộc vẫn cùng chúng ta chinh chiến bấy lâu nay chỉ có một vị lão thạch nhân trốn thoát vũ hoàng chỉ vào địa đồ bắt đầu nói là ai diệt chúng ta còn không rõ ràng lắm nhưng theo tin tức truyền ra từ trong thánh vực của bách tộc lão thạch nhân kia đã thấy được một tôn thần ma cái gì tất cả mọi người quá sợ hãi thần ma là một tồn tại khiến tất cả phải kính phải sợ tất cả mọi người đều không ngờ được sự kiện thế lực các tộc bị diệt lần này lại có liên quan đến thần ma vũ hoàng nghiêm túc nhìn mọi người dầu dĩ nói ta cứ cảm thấy bất an liên tục thạch tộc thạch hoàng bị diệt vạn thạch lĩnh chúng ta e sẽ cùng chung số phận mọi người trở về chuẩn bị phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn bản hoàng cần phải đi tìm kiếm giúp đỡ vũ hoàng nói xong phất tay giải tán hội nghị trong lòng suy nghĩ tìm kiếm ngoại lực trợ giúp người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là cổ trần không biết vì sao trong lòng hắn luôn có cảm giác có lẽ chỉ có vị nhân hoàng này mới giải quyết được vấn đề hiện tại ta sẽ tự mình đi một chuyến đến bách man sơn sợ là thời gian không còn kịp phú hoàng đang muốn khởi hành bỗng nhiên ngừng lại cảm giác không ổn việc hắn đích thân qua đó sẽ tốn rất nhiều thời gian dù sao lúc này đang là thời điểm mấu chốt một khi rời đi nếu xảy ra chuyện sẽ rất khó cứu viện nghĩ đến đó hắn lập tức lấy ra một quả ngọc phù trực tiếp rót vào đó một luồng ý niệm, kích hoạt nó lên. Ông, Ngọc Phù phát sáng, vô số ký hiệu bay múa. Cùng lúc đó, cổ trần đang chạy về Bách Man Sơn chợt dừng lại, hắn kinh ngạc tế ra một quả Ngọc Phù, ánh sáng lấp lánh dần dần tụ lại thành một bóng dáng mờ ảo. Vũ Hoàng, cổ trần ngoài ý muốn, nhìn bóng người mơ hồ được ngưng tụ ra, còn không phải là Vũ Hoàng sao? Hắn hiếu kỳ hỏi, Vũ Hoàng, người đột nhiên tìm ta, có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không, người không biết. Vũ Hoàng sừng sốt nhìn cổ trần, hắn cảm thấy bất ngờ khi đối phương lại không biết chuyện kia, sự kiện lớn như thế thì phải sớm nghe rồi mới đúng. chương 1281, cổ trần ngơ ngác, hiển nhiên là không hiểu Vũ Hoàng đang nói cái gì, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện thật, là thế này, bây giờ ngươi có rảnh không? Ta muốn mời ngươi tới vạn thạch lĩnh một chuyến, gần đây phát sinh đại sự, bách tộc đều dậy sóng. Hiện tại ta khó mà nói rõ, ngươi tới đây trước rồi ta sẽ thuật lại tỉ mỉ cho ngươi hay, rất có thể lần này vạn thạch lĩnh sẽ là mục tiêu kế tiếp. Vũ Hoàng nói rất nghiêm trọng, không đầu không đuôi, khiến người ta không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cổ trần có thể suy đoán ắt hẳn gần đây đã xảy ra chuyện lớn, thậm chí nguy hiểm cho toàn bộ vạn thạch lĩnh, nếu không Vũ Hoàng đã không vội vàng mời hắn qua như vậy. Được, ta lập tức đi, cổ trần không hề nghĩ ngợi đáp ứng Vũ Hoàng, khiến trái tim đang căng thẳng của đối phương được thả lỏng. Ta chờ người tới, Vũ Hoàng gật gật đầu, bóng dáng hắn mở đi rồi hóa thành một màn ánh sáng bay trở về Ngọc Phù, rơi vào trong tay cổ trần. Cổ trần nhíu mày nhìn Ngọc Phù, hắn suy nghĩ, rốt cuộc đã đã xảy ra chuyện gì khiến Vũ Hoàng khẩn trương như vậy. Hắn quay người đang muốn chạy đến vạn thạch lĩnh, bỗng nhiên dừng chân, quỷ thần xui khiến thế nào mà hắn lại chọn về Bách Man Sơn Hoang Cổ Thành trước. Cổ trần không kinh động đến bất kỳ ai, hắn lặng lẽ vào sâu trong thanh đồng đại điện, nơi này trước kia là chỗ ẩn giấu đọa lạc thần ma. Hiện tại, đọa lạc thần ma không còn, chỉ sót lại một tế đàn rách nát. Tuy thương thiên tế đàn đã hư hỏng nặng nề, nhưng cổ trần nhìn nó liền nảy sinh một suy nghĩ, hắn nhấc thương thiên tế đàn lên, sau đó dung nhập nó vào thanh đồng trên tế đàn. Hai thứ này kết hợp tạo ra biến hóa ngoài ý muốn, uy lực của thanh đồng tế đàn càng thêm cường đại, mơ hồ có được sức mạnh thật sự của thương thiên tế đàn. Giờ đến vạn thạch lĩnh một chuyến, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Làm xong hết thảy, cổ trần xé mở hư không bước vào trong đó, biến mất khỏi chỗ này. Cả bộ lạc không một ai biết cổ trần từng trở lại. Bách tộc thánh vực, cường giả các tộc tề tụ một chỗ. Thạch tộc lão quỷ, mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai diệt thế lực các tộc chúng ta? Thánh vực cung điện, số lớn cao thủ hội tụ, thủ lĩnh các phương gặp gỡ nhau, ai nấy đều bừng bừng sát khí, hiển nhiên sự kiện lần này đã dấy lên một làn sóng lớn. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào một lão thạch nhân. Bởi vì chỉ có lão thạch nhân này là người sống sót duy nhất trong hàng loạt đợt thảm sát vừa rồi, còn là người tận mắt chứng kiến hung thủ. Toàn thân lão thạch nhân rách nát, khí tức huệ oải, thương tổn không nhẹ. Khụ khụ, lão ho hai tiếng, một chút máu ứ ra từ trong khóe miệng. Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nhanh nói rốt cuộc là kẻ nào? Một cường giả giận giữ mắng mỏ, hắn hung tợn chừng lão thạch nhân. Đúng đấy, nói nhanh một chút, những người khác ào ào phụ họa, ánh mắt bất thiện, Lúc này lão thạch nhân mới chậm rãi đáp, hung thủ là một tôn thần ma, ta thấy rất rõ ràng, thậm chí còn bị một chiêu của nó làm trọng thương, phải dùng hết át chủ bài mới thoát ra được. Thần ma, mọi người nghe tới đó sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn nhau, tỏ ra không tin. Nhưng có người hoảng sợ nói, thần ma, không thể nào, không phải tôn thần ma xuất thế trước đó đã bị bắt đi rồi sao, nhưng nghe nói đại nhật thần tộc Thái Dương thần tử đã thất thủ mà. Mọi người nghị luận ầm ý, hiển nhiên rất rõ sự kiện thần ma nọ, thần ma xuất thế, đại nhật thần tộc Thái Dương thần tử ra tay nhưng thất thủ, hung nhân cổ trần chiến thắng mang được thần ma đi. Nhưng nếu là rơi vào tay cổ trần, thì sao lúc này lại lan truyền tin tức thần ma thảm sát thế lực các phương, đọa lạc thần ma ở trong tay hung nhân cổ trần, vì sao đột ngột xuất hiện? Có kẻ lên tiếng hỏi, nhưng không một ai ở đây biết được, tất cả đều lo lắng, thần ma tưởng chừng đã bị nhốt kỹ nay lại bất ngờ xuất hiện. Vậy là đã rõ, không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu, Ắt hẳn Đọa Lạc Thần Ma đã phá vỡ phong ấn của Thương Thiên Tế Đàn, thoát được ra ngoài cắn nuốt thế lực các phương. Nó muốn dùng huyết nhục sinh linh vạn vật khôi phục bản thân, nhất định phải ngăn cản nó, liên hệ các đại thần tộc đi. Mọi người đạt thành hiệp nghị rất nhanh, tất cả đồng ý liên lạc với đại thần tộc, tiêu diệt Đọa Lạc Thần Ma đột một sổng ra này. Lúc này, một bên khác, bên trong một tòa thần điện của thần tộc, đại diện cho thế hệ trẻ của các đại thần tộc đang tổ chức họp mặt. Thái Dương thần tử, hiện tại ngươi nói thế nào? chương 1282, một thanh niên khí thức mạnh mẽ mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vị thần tử đang tỏa ra ánh mặt trời gay gắt. Người bị tra hỏi chính là Thái Dương thần tử, hắn xa sầm mặt mày đáp trả, quả thật đọa lạc thần ma đã bị hung nhân cổ trần cướp đi, đó là một sự thật không cách nào phủ nhận. Còn vì sao nó đột ngột xuất hiện, theo suy đoán của bản thần tử, hẳn cổ trần đã thả tôn thần ma đó ra, hoặc là nó tự trốn ra được. Tuy Thái Dương thần tử chỉ phỏng đoán nhưng lại hết sức chính xác, đúng là đoạn lạc thần ma đã tự mình trốn ra. Đừng quan tâm vì sao thần ma xuất hiện, hiện tại nó đã tiêu diệt liên tục 10 hoàng tộc thế lực, ngoại trừ một lão thiên nhân của thạch tộc may mắn thoát chết, còn lại không ai sống sót. Có một vị thần tử mở miệng, giọng điệu gay gắt. Hắn nhìn các thần tử khác một lượt mới nói tiếp, vấn đề hiện tại là, cần giải quyết tôn đoạn lạc thần ma này thế nào, nên nhớ nó cũng là một uy hiếp đối với thần tộc ta. Thần huyết của thần tộc có công hiệu khôi phục kinh người cho thần ma, các người suy nghĩ kỹ đi lời này vừa nói ra đông đảo thần tử thần nữ hơi biến sắc mặt họ đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề đọa lạc thần ma xuất hiện tất nhiên sẽ nghĩ đến việc cắn nuốt thần tộc để khôi phục bản thân đây là điều không thể tránh khỏi mà thần ma cũng không phải loại dễ bị giết chết nhìn đi cho dù nó là một thần ma đã bị lưu đày thì thực lực vẫn hết sức khủng bố bây giờ nó xuất hiện các thần tộc cần cảnh giác không cần nhiều lời nhất định phải diệt trừ đọa lạc thần ma điện hạ ngài thấy thế nào Mọi người đang thảo luận, đột nhiên nhìn vào bóng người đang ngồi trên ghế chủ vị. Người đó vẫn ngồi ở đấy nãy giờ, chưa hề mở miệng, lúc này ánh mắt của tất cả đều hướng về phía hắn. Bồn Tọa từng thấy qua cổ Trần kia, chuyện xảy ra với Long tộc dạo gần đây có liên quan tới hắn, nhưng đoạn Lạc Thần Ma xuất hiện kiểu gì thì tạm thời vẫn chưa rõ. Thanh niên này chậm rãi mở miệng, trong giọng nói bình thản toát ra sự uy nghi khiến người ta kính sợ. Toàn thân hắn được bao phủ bởi thiên uy nhàn nhạt, y hệt thượng thiên, đông đảo thần tử ở đây không ai dám khinh nhờn. Còn đọa lạc thần ma, nhất định phải diệt trừ, chẳng qua lần này muốn tiêu diệt nó thì phải trả đại giới khá lớn. Các vị vẫn nên mời một vài cường giả thế hệ trước trong tộc mình ra đi, tất cả cùng hợp lực mới có khả năng chém giết được thần ma. Lời này của hắn là thật, đọa lạc thần ma cường đại ngoài sức tưởng tượng, nếu muốn chân áp thậm chí là chém giết nó, không thể không mời các bậc lão làng trong tộc. Thái dương thần tử nhíu mày, hắn nói thế nhưng nếu mời các tiền bối trong tộc ra, một khi họ bại lộ sẽ phải tiến vào chiến trường hư không? Chỉ là thánh chiến thôi, có gì phải e ngại, thanh niên ngồi ghế chủ vị không vui nhìn hắn, thái dương thần tử lập tức cúi đầu xuống, nói, điện hạ nói đúng lắm, ta sẽ truyền tin cho tộc, bảo bọn họ phái hai bán thánh ra. Các ngươi cũng phải như thế, thân là một phần tử của thần tộc, không thể không đóng góp công sức, mỗi thần tộc nhất định phải mời ra hai vị bán thánh, cùng nhau trấn áp đọa lạc thần ma. Thanh niên chủ vị mở miệng lần nữa, ánh mắt uy nghiêm đảo qua đám người bên dưới, tất cả đều cúi đầu. Vâng, thưa điện hạ, các thần tử, thần nữ không ai dám phản kháng, trong đó có một thần tử sắc mặt quái dị. Thái thản thần tử, người nói xem, đọa lạc thần ma kia có phải do cổ trần thả ra không? Thần tử sắc mặt quái dị lặng lẽ hỏi thăm, thái thản thần tử truyền âm đáp, hẳn là không phải, trước đó chúng ta bị long tộc tính kế, chính hắn đã cứu chúng ta. Trong quãng thời gian diễn ra thảm sát kia, cổ trần đang bị long hoàng truy sát, cho nên... Thái thản đang nói chợt ngừng, trong lòng hắn thoáng qua rất nhiều nghi hoặc, đoạ lạc thần ma đột một xuất hiện cứ như từ trong không khí nhảy ra, chưa gì đã diệt vô số thế lực các tộc. Mặc kệ thế nào, đoạ lạc thần ma xuất hiện lần này chính là uy hiếp của các đại thần tộc chúng ta, cần phải diệt trừ. Hắc ám thần tử âm thầm truyền âm cho thái thản thần tử, thật ra bọn họ hiểu rõ cổ trần hơn bất kỳ thần tử, thần nữ nào ở đây. Bọn họ cho rằng, cổ trần không đến mức thả một đoạ lạc thần ma ra ngoài, vì làm thế sẽ khiến tộc nhân của hắn chịu chung tai họa, cho nên rất có thể Đoạ Lạc thần ma tự trốn ra ngoài. Lần này đệ nhất thiên nữ sẽ xuất hiện, bổn tọa không thể đích thân tới chém giết Đoạ Lạc thần ma, phải dựa vào các vị đồng tâm hiệp lực diệt trừ uy hiếp rồi. Thanh niên chủ vị đột ngột mở miệng, nói ra một tin tức kinh người. Chương 1283, Đông đảo thần tử, thần nữ biến sắc mặt, có người hốt hoảng, có người kinh ngạc, thậm chí có kẻ tỏ ra quái lạ. Thiên nữ tức sắp xuất thế, thiên nữ xuất thế mang ý nghĩa trời muốn. Thái Thản thần tử kinh hãi, hắn đang nói nửa chừng lại ngừng, ánh mắt thận trọng nhìn về phía thanh niên chủ vị. Các thần tử, thần nữ bên dưới biểu hiện khác nhau, nhưng có chung một điểm, chính là đều mất bình tĩnh trước tin tức động trời này. Thiên nữ xuất hiện, biểu thị cái gì? Vì sao đám thần tử, thần nữ, cả vị thanh niên chủ vị kia nữa, lại để ý đến thiên nữ đó thế, mọi người tan đi. Thanh niên chủ vị mặt không biểu tình, ánh mắt đạm mạc phất tay, đám thần tử thần nữ ảo ào, ào hành lễ cáo từ điện hạ chúng ta cáo lui một đám thần tử thần nữ cùng nhau thối lui ngay cả thái dương thần tử cũng lui ra ngoài hiện trường chỉ còn lại mình vị thanh niên lai lịch bí ẩn kia hắn yên lặng ngồi đó ánh mắt lóe lên trời muốn tới có thể bổn tỏa sẽ không cam lòng làm một vật dẫn thanh niên lẩm bẩm ánh mắt có chút lạnh lùng dường như hắn đã làm ra quyết định nào đó sốt cuộc hắn là ai trên người hắn có bí mật gì cổ trần hy vọng ngươi không khiến bổn tọa thất vọng. Thanh niên chợt nói một câu không đầu không đuôi, tựa hồ đang tính kế chuyện gì có liên quan đến cổ trần. Lúc này cổ trần cũng không biết mình vô tình bị cuốn vào vòng nước xoáy rất lớn, bị người ta tính kế. Bấy giờ cổ trần vừa tới vạn thạch lĩnh, bước vào mảnh cương vực này lần nữa. Chẳng qua vừa đến nơi đây, cổ trần đã cảm giác rõ ràng có gì đó không ổn, dường như trong không khí tràn ngập một loại khí tức quỷ dị, nghiêm túc đến một ngạt. Nhìn tình huống, nơi này phát sinh đại sự, cổ trần phóng tầm mắt ra xa cảm nhận được sát ý lan tràn trong lòng ý thực được nơi này sắp xảy ra chuyện hắn không trì hoãn trực tiếp lách mình hướng đến vũ hoàng liên minh không bao lâu sau hắn đã tới trên không vũ hoàng liên minh hắn không ẩn tàng bản thân trực tiếp lộ diện thậm chí còn thả ra một tia khí tức ai một tiếng hét lớn chuyển đến có khí tức cường đại mút trời lui ra đúng lúc đó có người quát lớn khí tức kia dừng một chút sau đó lui xuống sau một khắc bóng dáng vũ hoàng lặng lẽ xuất hiện hắn đứng trước mặt cổ trần dò xét một hồi suýt nữa lọt tròng mắt ra ngoài ngươi vũ hoàng ra vẻ khiếp sợ lần này gặp lại hắn hoàn toàn nhìn không thấu cổ trần cứ như núi cao xa thẳm lại như vũ trụ mênh mông có làm gì cũng không biết rõ sâu cạn tình huống đó khiến vũ hoàng muốn hộp máu hắn là kẻ sắp đạp nhập thánh kính vậy mà lại không thể cảm thụ được chút khí thức và dao động lực lượng nào trên thân cổ trần đây quả thực không thể tưởng tượng giải thích duy nhất chính là cổ trần vừa có tiến bộ cực lớn và chiến lực lúc này đã cao tới mức hắn không thể nào dự đoán nổi cũng phải thôi ngay cả cổ trần cũng không biết chiến lực mình thế nào một người ngoài như vũ hoàng biết mới là lạ mời vũ hoàng bình tĩnh lại dẫn cổ trần rơi xuống hai người một trước một sau tiến vào trong một đại điện dùng để nghị sự mới vừa vào đến chỉ thấy mấy chục ánh mắt cường giả lia về phía này mục tiêu là cổ trần mấy chục ánh mắt đồng loạt chĩa về phía cổ trần nếu là người bình thường nhất định sẽ bị áp lực đó hù dọa. Nhưng Cổ Trần lại mặt không đổi sắc đi từng bước lên nơi cao nhất trong đại điện, chỗ đó đã chuẩn bị một vị trí gần với vị trí của Vũ Hoàng. Mời, Vũ Hoàng đưa tay mời, sau đó ngồi xuống, Cổ Trần cũng ngồi xuống bên cạnh Vũ Hoàng. Hắn nhìn phía dưới, tất cả mọi người trong đại điện lập tức cảm thấy một áp lực vô hình, hô hấp trở nên khó khăn, sắc mặt biến đổi, chỉ biết cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng hắn. Thật sự Cổ Trần quá uy nghiêm, thậm chí còn vượt qua Vũ Hoàng vũ hoàng ở bên cạnh thấy thế ngược lại còn cười càng thêm hài lòng về cổ trần có thể nói vũ hoàng là người chứng kiến cổ trần quật khởi từng chút một tốc độ quật khởi đó nằm ngoài sức tưởng tượng của vô số người và nay đã mơ hồ vượt cả hắn cho dù vũ hoàng sắp nhập thánh thì đứng trước cổ trần bây giờ hắn vẫn cảm thấy cực kỳ áp lực huống hồ là các đại bộ lạc vương giả của vũ hoàng liên minh những vương giả đó chấn động thật sự đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy cổ trần nhờ vậy mới hiểu vì sao Vũ Hoàng lại tôn sùng người này như thế. Chắc hẳn mọi người đều biết vị này là ai. chương 1284, Vũ Hoàng lạnh nhạt mở miệng, hắn liếc mắt nhìn cổ trần một chút, sau đó mới cười nói, hắn chính là Bách Man Sơn nhân tộc, hoàng cổ nhất tộc nhân hoàng, cổ trần, danh xưng hung nhân chấn động bách tộc. Xoạt, phía dưới xôn xao, suy đoán là một chuyện, chính thức nghe được thấy được lại là một chuyện khác. Tham kiến nhân hoàng, trong đại điện, mọi người nhất tề hành lễ, không dám thất lễ tí nào, thậm chí còn kính sợ hơn Vũ Hoàng ba phần. Tuy mọi người chưa từng nghe qua cái danh hào nhân hoàng kia, nhưng Vũ Hoàng đã nhắc đến, không ai dám phản bác. Giỡn sao, cho dù vị cổ trần nọ không thèm để ý, thì Vũ Hoàng cũng tuyệt đối không cho phép, hắn đã nói nhân hoàng thì chính là nhân hoàng, người dám phản đối chính là làm hắn mất mặt. Trừ phi ngươi không muốn sống nữa, chứ ai lại đám đắc tội hai vị hoàng giả, chư vị, miễn lễ. Cổ trần nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh tự nhiên đưa tay nâng lên một chút, tất cả mọi người cảm giác có một lực lượng vô hình nâng cả đám dậy. Lực lượng này nhìn thì có vẻ nhu hòa, thực chất không cách nào phản kháng. Chỉ một chiêu đó đã đủ chấn nhiếp đông đảo vương giả và hoàng giả của Vũ Hoàng Liên Minh. Trước mặt cổ trần, bọn họ cảm thấy mình như một con kiến nhỏ bé, không thể phản kháng. Vũ Hoàng quan sát toàn bộ quá trình đó, mặt lộ vẻ vui mừng, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hắn nhìn cổ trần rồi đột nhiên cảm thán, ngòi phát triển vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chắc mấy vị lão tổ đang kinh ngạc lắm đây. Cổ trần nghe thế nhịn không được cười to, lại nhìn ra phía sau đại điện, hắn có thể cảm ứng rõ ràng nơi đó có mấy ánh mắt. Hắn suy đoán đó là mấy vị lão thiên nhân hắn từng gặp trước kia, mà quả thật bọn họ đang khiếp sợ trước sự thay đổi của cổ trần, đúng là không thể tin nổi. Vị này vượt ngoài tưởng tượng và dự đoán của chúng ta. Bên trong tổ địa, mấy lão giả tụ tập một chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh thán cùng cảm khái bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu ngay cả xem tương lai cũng rất mơ hồ thời điểm cổ trần xuất hiện đột nhiên tương lai của vũ hoàng liên minh trở nên mờ mờ ảo ảo không thể thấy rõ tương lai mơ hồ không xác định được lão thiên nhân kia chậm rãi nói sau đó lại tỏ ra vui mừng xem ra chúng ta nghỉ ngơi được rồi xương cốt già cả cuối cùng cũng có người gánh bớt một phần trách nhiệm đúng vậy áp chế quá lâu chúng ta cần thoát ra tỏa sáng lần cuối cống hiến một phần sức lực cho nhân tộc. Một lão giả bùi ngùi tiếp lời, cái kia, ít ngày nữa chúng ta sẽ đột phá nhập thánh, lúc ấy sẽ phải gia nhập chiến trường hư không, tham dự thánh chiến. Lão thiên nhân trực tiếp dứt khoát đưa ra quyết định, trước giờ bọn họ vẫn luôn áp chế bản thân gắt gao, không muốn đột phá, chính vì bọn họ không yên lòng bộ lạc và tộc quần, càng không yên lòng tương lai của nhân tộc. Nhưng giờ đây họ đã thấy được chút hy vọng, cổ trần trưởng thành vượt quá sự mong đợi, khiến bọn họ không thể nhìn thấu được tương lai của vũ hoàng liên minh bởi vì tương lai của cổ trần là mơ hồ nên tất cả những thứ có liên quan đến hắn đều trở thành không xác định không thể xem thấu càng không cách nào dự đoán thế nên đám lão nhân này mới quyết định đột phá tiến vào chiến trường hư không tham dự thánh chiến cống hiến một phần sức lực vì nhân tộc vũ hoàng cũng muốn đột phá hắn muốn trước khi đi đem liên minh giao cho cổ trần lão thiên nhân mới nhìn một chút đã hiểu thấu tâm tư vũ hoàng lão thở dài bất đắc dĩ rồi cười khổ nói trước kia chúng ta đặt mọi hy vọng trên người Vũ Nhi, nào biết tất cả chỉ là phí công, mà thôi, thế này cũng tốt. Đúng vậy, biết đâu vị nhân hoàng này có thể mang đến cho chúng ta niềm vui còn lớn hơn sao. Mấy vị lão giả ở chỗ này thương nghị, mà trong đại điện, Cổ Trần và Vũ Hoàng đang ngồi nhìn hơn 10 vị liên minh cường giả bên dưới. Gần đây thạch tộc, bá chủ của vạn thạch lĩnh đột nhiên bị hủy diệt, cả tộc biến mất trong vòng một đêm, chỉ có một lão thạch nhân may mắn sống sót. Vũ Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói ra một tin tức kinh người tất cả những người bên dưới đều biết duy trì cổ trần là không vừa nghe thấy thế trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc thạch tộc lại bị diệt vạn thạch lĩnh thạch tộc đang cực kỳ cường thịnh dưới sự thống lĩnh của thạch hoàng hiện tại thạch tộc trở thành bá chủ của vạn thạch lĩnh thế thì vì sao nó lại có thể biến mất trong vòng một đêm là ai đã làm cổ trần nghi ngờ nhìn vũ hoàng chỉ nghe đối phương tiếp tục nói căn cứ theo tin tức chúng ta thu được sự kiện thạch tộc và thậm chí là các đại hoàng tộc khác bị diệt vong có liên quan đến thần ma thần ma chương 1285, cổ trần nhíu mày, bỗng nhiên hắn ý thức được điều gì đó, lặng lặng nghe thêm. Quả nhiên, những gì Vũ Hoàng nói tiếp theo đã xác nhận phỏng đó ẩn của hắn, không chỉ vạn thạch lĩnh thạch tộc, mà hàng loạt thế lực dị tộc khác cũng cùng chung số phận. Tất cả đều bị một tôn thần ma hủy diệt, một đọa lạc thần ma. Đọa lạc thần ma, cổ trần kinh ngạc, rốt cuộc hiểu ra, chắc hẳn đọa lạc thần ma này chính là tôn thần ma đã thoát khỏi tay hắn trước đó nhưng điều khiến cổ trần ngạc nhiên là đọa lạc thần ma sau khi đào thoát thành công, không những không che giấu bản thân khôi phục chính mình, ngược lại còn đi thôn diệt thế lực khắp nơi. Vậy là nó muốn cắn nuốt vạn linh để khôi phục, đúng là hung tàn. Thần ma xem chúng sinh như sâu kiến, chẳng khác nào một món điểm tâm, đối với nó, việc ăn sạch vạn linh để khôi phục là chuyện hết sức bình thường. Nhưng may thay, đọa lạc thần ma chọc phải tổ ong vò vẽ, bách tộc chấn động, các đại thần tộc cũng trở nên cảnh giác, mọi sự chú ý tập trung vào đọa lạc thần ma cổ trần ngẫm nghĩ đọa lạc thần ma đúng là một tai họa ngầm một tai họa ngầm cực lớn cho dù bách tộc không muốn diệt trừ nó cổ trần cũng sẽ nghĩ cách diệt trừ trước kia chính hắn đã uy hiếp đọa lạc thần ma đối phương không mang thù mới lạ hắn không thể yên tâm để một cừu địch lắc lư bên ngoài vẫn nên chém giết sạch sẽ mới tốt thần ma đi vào vạn thạch lĩnh rồi cổ trần bỗng nhiên mở miệng hỏi vũ hoàng gật đầu nói đúng vậy theo như ta suy đoán thì đọa lạc thần ma kia vẫn chưa rời khỏi vạn thạch lĩnh nó cắn nuốt toàn bộ sinh linh trong thạch tộc bao gồm rất nhiều nhân tộc nô lệ ở trong đó có lẽ nó đang âm thầm nấp ở đâu đấy trong vạn thạch lính để khôi phục phú hoàng chắc chắn như thế bởi vì hắn có một loại dự cảm hắn luôn cảm thấy nguy cơ đang giấu mình trong bóng đêm tùy thời bạo phát cổ trần nghe vậy liền nói việc này cứ để ta xử lý nói cho cùng nguyên nhân của việc này vẫn là bắt nguồn từ ta cái gì phú hoàng sửng sốt mọi người bên dưới nghe xong cũng sửng sốt nguyên một đám ngơ ngác nhìn cổ trần Hiển nhiên không kịp phản ứng. Thần ma xuất hiện có liên quan với ngươi." Cổ Trần khẽ vuốt cầm bình tĩnh nói, "Tôn đoạ Lạc thần ma này trước kia bị ta trấn áp mang đi, lúc trước ta muốn thu phục nó, đáng tiếc bị nó lừa gạt, cuối cùng chạy trốn ra ngoài." Trời, hắn vừa nói xong, cả đám cường giả bên dưới đều hít sâu một hơi, vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Cổ Trần, như thể đang nhìn một con quái vật. Hắn nói, "Muốn thu phục thần ma, còn nữa, hắn cũng từng có được thần ma, từng giam cầm trấn áp nó." Quả thật không thể tin nổi, thần ma đấy, hắn lại muốn thu phục một tôn thần ma. Vũ Hoàng nhịn không nổi trong lòng có rút một trận, hắn là bị dọa cho phát sợ, chính thức cảm thấy bất lực với cổ trần, ngoại trừ cười khổ ra cũng chỉ biết cười khổ. Người nhìn đi, người ta đã muốn thu phục thần ma, tuy không thành công để nó trốn thoát, nhưng ít ra cũng giam giữ nó một thời gian, đúng không? Mà từ đó đến giờ chưa từng nghe nói Bách Man Sơn gặp nạn, hiển nhiên thần ma tuy trốn ra lại không hủy đi Bách Man Sơn, có lẽ lúc ấy đã xảy ra chuyện bí ẩn nào đó. Mặc kệ như thế nào, cổ trần đã thành công làm cho tất cả mọi người ở đây phải sợ phải nể, bao ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên kính sợ cực kỳ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một hung nhân dám chân áp đọa lạc thần ma, ai dám không kiêng rè, ta suy đoán, át hẳn các tộc chuẩn bị làm gì đó, không có khả năng bọn họ đứng yên nhìn thần ma cắn nuốt thế lực và tộc quần của mình. Cổ trần tiếp tục đưa ra ý kiến, thậm chí có khi các đại thần tộc sẽ ra mặt, lên kế hoạch bí mật hỏng chấn sát tôn đọa lạc thần ma này căn cơ nhân tộc ta nằm ở đây tuyệt đối không thể vì vậy mà hao tổn cho nên ta quyết định dẫn tôn thần ma kia đi nơi khác hấp dẫn sự chú ý của các tộc cổ trần nói mấy lời này khiến vũ hoàng và đám cường giả bên dưới phải lau mắt mà nhìn nhưng có một vấn đề phải dẫn thần ma đi thế nào vũ hoàng suy nghĩ một hồi hình như hiểu ra người muốn đặt mình vào nguy hiểm tự dẫn đọa lạc thần ma đi đúng vậy cổ trần trực tiếp gật đầu thừa nhận Hắn nói, chắc chắn tôn thần ma kia hận ta thấu xương, trước đó nó bị ta trấn áp uy hiếp mới giả vờ thần phục ta, tiếc là ta không phát giác ra, nếu không đã không xảy ra chuyện lần này. Mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai nấy đều ngơ ngác, rõ ràng đã bị chấn kinh. Chương 1286. Khá lắm, thần ma cũng dám uy hiếp bắt nó thần phục, nó không hận thấu xương mới lạ, Vũ Hoàng, nếu như thạch tộc đã bị diệt, vậy vạn thạch lĩnh nên để nhân tộc ta làm chúa tể ngươi nên hiểu đây là cơ hội khó có được. Cổ Trần nhìn Vũ Hoàng, hắn mới mào đầu thì Vũ Hoàng đã hiểu ngay ý hắn. Cổ Trần muốn nhân tộc nhân cơ hội này thống trị vạn thạch lính, để vạn thạch lính, hỗn loạn thiên uyên, Bách Man Sơn có thể nối thành một giải. Ta nghĩ, ta đã biết tôn thần ma kia trốn ở đâu rồi. Lúc này, Cổ Trần bỗng nhiên đứng lên, hai mắt sáng rực nhìn ra bên ngoài như thấy được cái gì, sau đó bóng dáng hắn nhoáng lên biến mất ngay trước mắt mọi người. Vũ Hoàng hơi biến sắc mặt, lại không thể cảm ứng được tung tích cổ trần muốn đuổi theo cũng chẳng có cách chỉ đành ở lại chỗ này không ngừng cười khổ vạn thạch lĩnh phía đông trước một hang đá bạch một bóng người lặng lẽ xuất hiện đứng giữa không trung âm thầm quan sát hang đá phía dưới người đó chính là cổ trần hắn đang đánh giá tình huống bên dưới nơi này toàn là đá tảng vừa cao vừa hiểm trở sương mây hỗn loạn bao phủ khiến người ta khó phân biệt rõ ràng nhưng cổ trần lại cảm ứng được một luồng khí thức quen thuộc là loại khí tức đặc biệt đến từ Đoạ Lạc Thần Ma, Chân Linh khí tức. Tuy trước đó Đoạ Lạc Thần Ma lừa gạt hắn, nhưng chân linh toái phiến là hàng thật giá thật, bởi vậy Cổ Trần vẫn luôn ghi nhớ khí tức đặc biệt đó. Lúc nãy hắn đột một cảm nhận được một tia chấn động đến từ chân linh khí tức, tuy rất nhỏ nhưng vừa lúc bị hắn bắt được. Thì ra trốn ở đây, Cổ Trần quan sát một hồi, bất chợt hiểu ra vì sao Đoạ Lạc Thần Ma lại chọn trốn ở đây, nơi này có sương mây hỗn loạn lan tràn, khó lòng cảm ứng được khí tức thần ma là một nơi ẩn thân rất tốt. Nếu không phải trước đó hắn từng nắm giữ chân linh toái phiến, có thể đã không phát hiện ra, thần ma cũng mặc sức sức trốn ở nơi này âm thầm khôi phục. Hiển nhiên, sau khi thôn về một hoàng tộc của thạch tộc, cộng thêm vô số sinh linh của thế lực các tộc, nó cần tìm một nơi giấu mình hấp thu. Nghĩ cách dẫn dụ nó ra, không thể giao chiến ngay trong vạn thạch lĩnh, nếu không cường giả các tộc sẽ tụ về đây, lúc ấy phiền to. Cổ chân lẩm bẩm hắn suy đoán, chắc chắn tôn thần ma này rất hận hắn, nếu nhìn thấy hắn nó sẽ bạo phát, quyết giết hắn cho được. Nghĩ đến đó, hai mắt cổ trần tỏ ra hung hãn, hắn đưa tay ngưng tụ một nguồn sức mạnh minh mông, đánh thẳng xuống hang đá phía dưới. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả tòa núi đá đều bị một chiêu của cổ trần đánh vỡ, hóa thành vô số đá vụn bay ra bốn phía. Năng lượng cường đại tàn phá bừa bãi, khí lãng cuồn cuộn ngút trời, trong bụi mù, một luồng khí tức đáng sợ bạo phát. Giống, là ngươi, trong bụi mù truyền đến tiếng rít, kinh động khắp nơi, uy thế thần ma xông thẳng lên trời, khí tức bạo liệt đến nỗi cổ trần cũng phải biến sắc mặt. Tôn thần ma này còn kinh khủng hơn cả lúc trước, khá lắm, rốt cuộc người cắn nuốt bao nhiêu sinh linh rồi. Cổ trần thất kinh, trong lòng bắt đầu cảnh giác, khí tức lúc này của đọa lạc thần ma đâu chỉ mạnh hơn lúc trước 10 lần. Sau khi thoát khỏi thương thiên tế đàn, nó điên cuồng cắn nuốt vạn linh hồng khôi phục bản thân, trở nên càng kinh khủng. Đọa lạc thần ma, người lừa gạt ta, có biết hậu quả. Cổ trần hư lạnh, trong lời nói lộ ra sát ý nồng nặc đối với tôn thần ma này hắn không còn bất kỳ suy nghĩ muốn thu phục nào nữa hắn chỉ có duy nhất một ý định diệt thần hồn của nó ầm ầm bên trong hang đá nổ tung uy thế thần ma cuồn cuộn bao phủ khắp nơi bật tung gốc rễ cây cối chung quanh cổ trần đứng giữa hư không không hề nhúc nhích thanh đồng bí giáp trên người leng keng không dứt phát ra ánh sáng mông lung chặn đứng uy thế đáng sợ kia hắn ngưng mắt nhìn thấy được từ trong hang đá có một bóng dáng khủng bố bước ra như thần tự ma, hung uy khủng khiếp. Đó chính là đọa lạc thần ma. Sau lưng thần ma là đôi cánh thịt đang lóe lên thần văn dày đặc, khí tức cường đại khiến người sợ hãi. Nó đã khôi phục không ít thần ma bản nguyên, có thể nói hung lệ ngập trời. Sâu kiến, dám vọng tưởng nô dịch thần ma, ắt gặp thần phạt. Giọng điệu đọa lạc thần ma trầm thấp, tỏ ra dữ tợn, hai mắt nó đỏ bừng. Cổ chân nhíu mày nhìn đọa lạc thần ma trước mắt, cứ cảm thấy nó có gì đó khang khác, nhưng cụ thể thế nào thì không nói rõ ra được chết đi, đọa lạc thần ma quát lớn, đột một xuất thủ, tay nhanh như điện chụp về phía cổ trần. chương 1287, ra tay dứt khoát như thế là đủ hiểu nó hận cổ trần đến mức nào, chỉ có giết hắn, ăn hắn mới làm dịu đi hận thù và nổi sỉ nhục trong lòng nó. Người này dám cuồng vọng muốn nô dịch thần ma, nếu không phải nó thông minh lừa được đối phương, có khi đã bị biến thành nô lệ thật. Đường đường là thần ma sao có thể thần phục một phàm linh. Bành, cổ trần vung quyền đón đỡ, khí lãng đáng sợ bộc phát cuốn bay hoa cỏ, thậm chí là đá tảng chung quanh. Thế nhưng cổ trần vẫn bị đánh bay, hắn hơi biến sắc mặt, dường như không thể tin được thần ma lại có lực lượng cường đại đến vậy. Thật cường đại, người khôi phục rồi. Cổ trần kinh hãi hỏi, hai mắt thần ma sáng lên, nó cười gần đáp kiến hôi à, để khôi phục hầu hết sức mạnh thần ma, bổn tỏa đã cắn nuốt hàng vạn sinh linh. Bây giờ người có thể chết được rồi, trở thành thức ăn của bổn tỏa đi. Đọa lạc thần ma càn rỡ cười to, nhìn bộ dáng khiếp sợ của cổ trần, khỏi phải nói trong lòng nó sảng khoái đến cỡ nào, hận ý thấu xương khiến nó chỉ muốn nhấm nháp cổ trần từng chút một. Đi chết đi, thần ma gào thét, sau lưng xuất hiện một thần ma hư ảnh khổng lồ, ngang nhiên vỗ một trường về phía cổ trần. Uy thế cường đại khiếp người vô cùng, chung quanh lập tức sụp đổ lõm xuống một mảng lớn, khí tức kinh khủng làm vỡ nát núi đá đất đai, tạo thành một cái khe to. Cổ trần sắc mặt đại biến, toàn thân bốc lên ánh sáng vô tận, ra sức đánh thẳng một quyền tới trước đông chỉ nghe một tiếng vang trầm có bóng người văng ra ngoài đụng gãy một ngọn núi rồi trượt dài ngã xuống quả thật chật vật không chịu nổi bụi mù bốc lên có người bay lên không trung toàn thân rách nát vết thương trồng chất máu me đầy người có vẻ đã bị trọng thương quá mạnh ta không phải là đối thủ cổ chân hốt hoảng hô nhỏ một tiếng trong mắt tỏ ra hoảng sợ có vẻ hắn rất sợ hãi tôn thần ma này hắn không nói hai lời xoay người chạy ngay cấp tốc bay về nơi xa sâu kiến người muốn chạy Đọa lạc thần ma thấy thế, nhất thời cười lên dữ tợn, đôi cánh thần ma nhẹ nhàng vũ động, răng rắc làm vỡ nát không gian. Sau đó thần ma biến mất tại chỗ, nó xuyên qua hư không, một đường phá vỡ không gian hư vô trùng trùng điệp điệp, quyết đuổi cho kịp cổ trần. Tốc độ kia quá nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nó phá không lao tới khiến cổ trần đang giả vờ bỏ chạy phía trước cũng phải thất kinh. Tốc độ thật nhanh, cổ trần nghiêm túc, không dám khinh thường. Tốc độ của hắn bạo tăng, toàn thân tuôn ra một cỗ hạt đen, gần như sắp dung nhập vào trong không gian, không còn thấy bóng dáng hắn đâu cả, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo không gian gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất. Cả hai một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong 3 phút ngắn ngủi đã thoát khỏi phạm vi khu vực vạn thạch lĩnh, tiến vào một mảnh cương vực cổ trần chưa bao giờ đi qua. Hắn mặc kệ là nơi nào, tóm lại chỉ cần dẫn đoạ lạc thần ma rời khỏi vạn thạch lĩnh, tận lực tránh đi nơi có nhiều nhân tộc, chỉ chọn hướng có nhiều bách tộc mà bỏ chạy. ầm ầm phía sau, Thần ma phá mở không gian trùng điệp, một đường truy giết, nó càng ngày càng gần, mắt thấy sắp đuổi tới. Ha ha ha, sâu kiến, ngươi chạy đi, không phải trước đó ngươi rất có năng lực, muốn bổn tọa thần phục ngươi hay sao? Đọa lạc thần ma điên cuồng vô cùng, tiếng cười của nó phá vỡ hư vô, cánh thịt sau lưng vũ động liên tục, tốc độ bạo tăng không ngừng. Nó dư tận gầm thét lên, sâu kiến, ngươi còn muốn nấu bổn tọa. Dám uy hiếp bổn tọa, hôm nay bổn tọa muốn ăn sạch sẽ huyết nhục, linh hồn của ngươi cổ trần không nói lời nào chẳng thèm ngó ngàng tới thần ma ở phía sau quả nhiên tên này hận hắn thấu xương mà mà cũng đúng thôi thân là một tôn thần ma cao quý lại bị sinh linh trần thế là cổ trần uy hiếp bắt phải dâng ra chân linh toái phiến cúi đầu thần phục nó hận cổ trần như vậy bây giờ lại thấy bộ dạng chật vật chạy trốn của đối phương trong lòng đúng là sướng không thể tả tới gần càng ngày càng gần bóng dáng cổ trần đã ở ngay trước mắt đọa lạc thần ma hưng phấn thiếu điều giống lên thật to nó sắp bắt được sâu kiến đáng giận này rồi. Chỉ cần bắt được hắn, cắn nuốt huyết nhục hắn, xé nát linh hồn hắn, bỏ vào ngọn lửa thần ma nung khô một vạn năm, không, ít nhất một trăm ngàn năm. Đọa lạc thần ma cứ âm thầm tự sướng như thế, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, cánh thịt sau lưng ảo ảo phá vỡ hư không. Phía trước, cổ trần vẫn mải mê bỏ chạy, trên mặt là dáng vẻ kinh hoàng, kỳ thật trong lòng lại đang cười lạnh liên tục. Đuổi đi, đuổi cho lẹ vào, chờ lát nữa thì khóc không kịp nhé chương 1288, cổ trần quyết tâm lừa chết thần ma, nếu giữ nó lại sẽ là một tai họa đáng sợ. ầm ầm phía trên hư không, hai đạo lưu quang vạch phá hư vô, phát ra tiếng vang ù ù làm vô số sinh linh kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Đặc biệt là khí thức của đọa lạc thần ma, phải nói là khủng bố tuyệt luân, thần ma chịu uy kinh động cường giả các phương, càng kinh động đến đám cường giả bách tộc đang định đối phó thần ma. Là khí thức thần ma, đọa lạc thần ma, nó đã xuất hiện. Gần như trong nháy mắt, cường giả bách tộc đều bị dọa sảng, khí tức thần ma này quá cường liệt, muốn không chú ý cũng khó. Không đúng, hình như nó đang đuổi theo cái gì, có cường giả chú ý tới điều này, có vẻ đoạ lạc thần ma đang đuổi theo ai đó, cảm ứng một lát, tất cả mọi người chấn động, là một nhân tộc. Phát hiện này khiến bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, đoạ lạc thần ma đuổi giết một nhân tộc, là hắn, hung nhân cổ trần. Đột nhiên, có dị tộc cường giả hoảng sợ kêu to, rốt cục nhận ra người bị đuổi giết là ai dạo gần đây hung danh hiển hách cổ trần tin tức này vừa ra nhất thời gây nên xôn xao chết rồi hắn tới bách tộc thánh vực rất nhanh có dị tộc cường giả phát giác phương hướng cổ trần chạy tới lại là bách tộc thánh vực phát hiện này khiến toàn bộ bách tộc thánh vực sôi trào vô số cường giả kinh hãi phẫn nộ bởi vì cổ trần mang theo một tôn đọa lạc thần ma chạy tới chỗ bọn họ cổ trần cấp tốc bỏ chạy không biết là vô tình hay là cố ý mà phương hướng di chuyển lại là bách tộc thánh vực tất cả cường giả sợ hãi đứng ngồi không yên, mau ngăn cản nó, thần ma đến rồi, cổ trần đáng chết. Đồ khốn kiếp, bách tộc thánh vực loạn hẳn, cường giả các tộc tức giận, liên tục gào thét, nhanh chóng quyết định phải cản cổ trần lại. Nếu không một khi thần ma xâm nhập bách tộc thánh vực, khẳng định sẽ tạo ra vô số thương vong. Thần ma xuất hiện, đi, trấn áp nó. Một bên khác, các đại thần tộc cường giả nhận được tin tức cũng lập tức ra tay. Thần tộc cường giả liên hợp xuất động, muốn trấn áp thần ma. Bách tộc thánh vực, phía trước thánh sơn, một bóng người cấp tốc phá vỡ hư không vọt ra. Đó là cổ trần, rốt cục hắn đã tới được bách tộc thánh vực, một nơi rộng lớn được thánh quang bao phủ, có một tòa thánh sơn đứng giữa không trung. Thánh vực chư vị, chuyển phát nhanh của các ngươi tới rồi. Cổ trần đột một hét lớn làm thánh sơn hơi rung lên, thanh âm của hắn quanh quẩn bên trong thánh vực. Cao thủ các tộc ngơ ngác, không hiểu chuyển phát nhanh trong lời nói của hung nhân là cái gì, nhưng tất cả đều có một dự cảm rất xấu. Oanh, quả đúng không sai, ngay giây tiếp theo, bên trong hư không phía sau cổ trần, một bóng dáng kinh khủng xông ra, khí tức thần ma tràn ngập, bao phủ toàn bộ bách tộc thánh vực. Thần ma vừa xuất hiện, cả trong lẫn ngoài thánh vực chấn động, vô số cường giả hốt hoảng. Khốn kiếp, cổ trần đáng chết, ngươi dám dẫn thần ma tới bách tộc thánh vực, trong thánh sơn phát ra tiếng gầm giận dữ, có dị tộc cường giả gào thét, vô cùng phẫn nộ. Còn lại thánh vực cường giả, thánh tử, thánh nữ và một đám dị tộc cao tầng khác giận không kềm nổi, chừng mắt nhìn cổ trần. Bọn họ kinh hãi trông ra phía sau cổ trần, nơi đó có một tôn thần ma hung uy cái thế, rốt cuộc nó đã đến, là bị cổ trần dẫn dụ tới thánh vực. Chư vị, chuyển phát nhanh của các người đã đến, còn không mau ra ký nhận. Cổ trần sắc mặt cổ quái nhìn lướt qua bốn phía hư không, như thể nhìn thấu điều gì đó, ánh mắt hắn hiện lên ý cười. Lời này vừa nói xong, lập tức khiến thần ma đang muốn xông lên bóp chết cổ trần đứng sựng lại, nó kinh ngạc nhìn chung quanh, bấy giờ mới nhận ra bản thân đã đuổi theo cổ trần đến bách tộc thánh vực. Không những thế, xung quanh mơ hồ có từng luồng khí tức khủng bố, khiến nó chợt cảm thấy nguy hiểm. "Ngươi, ngươi lại dám cố ý dẫn bản tôn tới nơi này?" Thần ma phẫn nộ lạ thường, rốt cuộc tỉnh ra, Cổ Trần cố ý dẫn dụ nó đến đây là để mượn tay Bách tộc diệt nó. Nhưng thần ma lại cười gần nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng Bổn tọa sẽ chém giết với bọn Bách tộc cường giả, mặc ngươi trốn thoát sao?" "Ngươi quá vọng tưởng rồi, Bổn tọa sẽ ăn ngươi trước." Cổ Trần chỉ cười nhẹ, tỏ ra trào phúng, người không thấy chung quanh đã bố trí thần văn dày đặc sao. Thần tộc đã tới, người lo cho mình trước đi, cái gì, thần ma kinh hãi, hoảng sợ nhìn bốn phía, chương 1289, chỉ thấy chung quanh hư không đã bị lực lượng nào đó ngăn cách hoàn toàn, hai người một trước một sau rơi vào mốt không gian bị cô lập sẵn. Hiển nhiên nơi này đã chuẩn bị từ sớm, hơn nữa, trên vách tường không gian còn khắc họa vô số thần văn, thứ mà chỉ thần tộc mới có. Nói cách khác, Thần tộc cường giả đã bố trí sẵn một cái bẫy dập, để hai người chui đầu vào giọ, một lưới bắt hết. Thần trận, thần ma hơi biến sắc mặt, nhìn ra nơi nó đang đứng chính là do một đám thần trận đáng sợ xen lẫn vào nhau tạo thành. Đây là sát trận, đi trước, thần ma nhanh chóng suy nghĩ, sau đó lập tức bộc phát thần ma chi lực, đánh thẳng vào một vị trí sau lưng. Ầm, um, thần trận sáng lóa, thần văn dày đặc hiện lên trước mắt mọi người. Một chiêu của thần ma quả thực khủng bố tuyệt luân, nhưng rốt cuộc vẫn bị thần trận phong tỏa thần trận chỉ hơi rung rinh một chút là lại yên tĩnh như cũ. Chư vị, còn chưa chịu ra sao? Cổ trần hư lạnh, hắn nhìn chung quanh ẩn giấu rất nhiều khí thức là biết, hôm nay thần tộc đưa tới một đám cao thủ. Để vây giết tôn thần ma này, có thể nói thần tộc cường giả đã tận tâm tận lực, nếu để bọn họ tiến vào vạn thạch lĩnh chu sát thần ma, chỉ e nhân tộc trong vạn thạch lĩnh không có được kết quả tốt. Vù vù, cổ trần vừa mới nói xong, bốn phía đột ngột xuất hiện hàng loạt bóng người, khí thức cường đại ép hư không rung lên. Nhìn thấy những người đó, Cổ Trần nhíu mày, nhịn không được cảm thấy trong lòng nặng nề, hắn cũng đoán được thần tộc sẽ gửi cao thủ tới, không ngờ lại nhiều như thế. Hơn nữa còn không phải cao thủ bình thường, mà chính là một đám bán thánh. Bây giờ, trong lòng hắn có một câu con mẹ nó không biết có nên nói ra hay không. Má nó chứ, vì vây giết thần ma lại có thể mời ra những 18 vị bán thánh, sao không lên trời luôn đi, 18 vị bán thánh. Đồng tử thần ma co lại, đầu tiên là giật mình sau đó liền lộ vẻ khát máu, nó cười gần nói, thần huyết thuần túy trong thân thể 18 thần tộc bán thánh này chính là thượng phẩm bổ dưỡng, giúp bổn tọa khôi phục. Một đọa lạc thần ma đã bị trục xuất khỏi thần đàn cũng dám lỗ máng. Một cường giả hư lạnh, toàn thân tỏa ra nhiệt độ nóng rực, sau lưng xuất hiện một vầng mặt trời gay gắt, hắn chính là một tôn bán thánh của đại nhật thần tộc. Đừng nói nhảm, chân áp thần ma, thuận tiện giết luôn nhân tộc gây sự kia. Một bên khác, lôi tộc bán thánh mở miệng, sát ý bừng bừng nhìn cổ trần, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhân tộc này dám gây sự, ngang nhiên dẫn đọa lạc thần ma tới bách tộc thánh vực, dụng ý khó dò, diệt là tốt nhất. Xin các lão tổ tranh thủ thời gian chấn áp đọa lạc thần ma, nhân tộc tiểu tử này cứ giao cho chúng ta. Lúc này, một thanh niên được ánh mặt trời gay gắt bao phủ hiện lên, đứng trước mắt cổ trần và thần ma. Thái dương thần tử, cổ trần kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ tên này cũng tới. Rất nhanh, xung quanh bắt đầu xuất hiện hàng loạt bóng người, đó là thế hệ trẻ tuổi đến từ các đại thần tộc khác nhau, có lôi tộc thần tử, lôi trạch, hỏa tộc thần nữ, hỏa vân nhi, thủy tộc thần nữ, không phải người cổ trần đã cứu ra từ chỗ long tộc khi trước, mà là một người khác. Ngoài ra còn có thái thản thần tử, hắc ám thần tử, quang chi tử. Tổng cộng hơn 10 vị thần tử, thần nữ cùng lúc xuất hiện tại nơi này. Cổ trần kia, hôm nay người sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Lôi trạch hung hãn chừng cổ trần, toàn thân bộc phát lôi quang, gắt gao khóa chặt cổ trần. Đúng vậy, tiểu tử ngươi đừng hòng chạy thoát hung nhân cổ trần chịu chết đi các thần tử khác lần lượt mở miệng thị uy ai nấy sát ý nồng nặc chỉ có thái thản thần tử là hơi cảm thấy xấu hổ không dám nói lời nào bởi vì cổ trần từng đã cứu hắn một lần tuy người ta có lấy của hắn mấy món đồ nhưng cũng chẳng phải vật báu gì đây coi như là ân nhân cứu mạng đó hôm nay hắn lại vây giết ân nhân thân là thần tử sao có thể không thấy xấu hổ hắc ám thần tử người có ý gì không thái thản thần tử yên lặng truyền âm Hắc Ám thần tử bên cạnh tỏ ra bình tĩnh, truyền âm lại, ta chỉ là một thần tử bình thường ở Hắc Ám thần tộc, người chính thức làm chủ là Ám chi tử, hắn cũng giống như Quang chi tử. Nói xong, Hắc Ám thần tử đưa mắt nhìn người đối diện mình, toàn thân người đó hòa vào trong màn đen, không thấy rõ ràng, như thể hắn cũng chính là đêm đen. Kẻ đó là Ám chi tử, người cường đại nhất của Hắc Ám thần tộc, thân phận, thực lực, hay huyết mạch đều thuần túy nhất. Cổ Trần bình tĩnh ung dung đứng kia, Ánh mắt yên lặng đảo qua đám thần tử thần nữ ở bốn phía, không hề dao động. Chương 1290, bị vây trong thần trận, đối mặt với 18 vị bán thánh, cả đông đảo thần tử thần nữ nữa, nhưng có vẻ hắn không khẩn trương chút nào. Cổ Trần, chắc người không ngờ có mình có ngày hôm nay." Thái Dương thần tử cười lạnh, hắn từ trên cao nhìn xuống Cổ Trần, âm thầm khoái trí. Từ khi bại dưới tay Cổ Trần đến nay, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, rốt cuộc lúc này cũng có thể chém giết kẻ thù. Nghĩ đến cảnh sắp được nhìn thấy kẻ thù tuyệt vọng rồi không cam lòng, hắn hưng phấn không sao tả nổi. Đáng tiếc, hắn phải thất vọng rồi. Cổ Trần khinh thường cười đáp trả, thì ra là bại tướng dưới tay, sao nào, trước đó ta vẫn chưa đánh phế ngươi, nên giờ vội vã muốn chết hả? Mà cũng phải, ngươi là một thần tử lại bị ta đánh cho răng rơi đầy đất, mất mặt thần tộc, dĩ nhiên hôm nay phải mang một đống cao thủ đến xả giận giúp rồi. Cổ Trần vừa châm chọc vừa cười nhạo, đã kích nội tâm cao ngạo của Thái Dương thần tử. Nhưng những lời này là thật, đúng là hôm nay Thái Dương thần tử muốn mượn đám cao thủ thần tộc cùng vây giết cổ trần, còn các cao thủ thì lại khác, mục đích chân chính của bọn họ là thần ma, cổ trần thì chỉ là tiện tay thôi. Tất cả mọi người không nghĩ cổ trần lại dám dẫn đọa lạc thần ma vào bách tộc thánh vực, hung nhân này thật quá to gan. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi sẽ chết rất thê thảm, Thái Dương thần tử âm trầm nói, đừng nói nhảm, thần ma giao cho chúng ta, các ngươi giải quyết tiểu tử kia đi. Bên kia, Thái Dương thần tộc bán thánh mở miệng, Toàn thân được ánh mặt trời bao phủ, lão kích hoạt từng đạo thần văn trước mặt. Mọi người đừng nương tay, chúng ta có rất ít thời gian, nếu quá lâu chúng ta sẽ bị hút vào chiến trường hư không. Lôi tộc bán thánh hét lớn nhắc nhở, thời gian không nhiều, một khi bỏ qua sẽ bị hút ngay vào chiến trường hư không, không còn cơ hội trấn áp thần ma. Đối mặt với Đoạ Lạc thần ma, mấy vị thần tộc bán thánh không dám giữ lại chút gì, bởi vì bọn họ hiểu rõ thần ma rất cường đại, một khi nương tay chắc chắn sẽ chết. Mở ra phong ấn, trấn áp thần ma. Oanh, một tiếng hét lớn, 18 vị bán thánh đồng loạt bộc phát thánh quang sáng chói, cả đám đều giải trừ phong ấn bên trong thân thể. Cơ hồ trong nháy mắt, 18 cỗ thánh uy cường đại tràn ngập, bao phủ nơi này. Thấy cảnh tượng đó, cổ trần cũng phải biến sắc mặt chứ huống chi là đọa lạc thần ma, nó kinh hãi, tỏ ra nghiêm túc, cánh thịt sau lưng vũ động liên tục. Các ngươi chỉ là đám kiến hôi phàm giới, đã như vậy, bản tôn nuốt sạch các ngươi. Thần ma đột nhiên gào lên, từ trong thân thể bạo phát khí thức kinh khủng, khiến thần trận dung chuyển. Động thủ, một tiếng quát lớn, 18 vị bán thánh ngưng tụ thánh quang cường đại, cùng nhau trấn áp xuống. Ầm ầm, trong chốc lát, trời long đất lở, ánh sáng tắt ngấm. Giang giác, một tiếng vang giòn, ánh sáng trên thân thần ma vỡ vụn, nó bị trấn áp thê thảm. A, à, một bầy kiến hôi, các ngươi muốn chết, thần ma giận mắng, uy thế ngập trời. Sức mạnh thần ma bùng lên hóa thành lửa đỏ bao phủ toàn thân, lập tức đánh tan thánh quang đầy trời, gần như phá vỡ được kiềm chế của đông đảo bán thánh, suýt thoát được ra ngoài. Quá mạnh, đám bán thánh kinh hãi, quả thật thần ma mạnh đến mức không còn gì để nói. Bành, một bên khác, cổ trần bị ảnh hưởng, thân thể vang ra và đập vào phía trên thần trận, tạo nên từng đợt sáng lòa. Cha, hơi đau thật, cổ trần nhe răng hít hà vì đau, hắn cảm giác sau lưng đau rát, lực lượng thần trận đã tổn thương ra thịt hắn, nhưng chỉ là vết thương ngoài ra thôi, hơi thấy đau, ngoài ra không có việc gì rách có tí ra, lát là khỏi ngay. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Một giọng nói âm trầm truyền đến, cổ trần quay người nhìn lại, chỉ thấy thái dương thần tử đang tàn nhẫn nhìn mình. Oanh, thái dương thần tử nâng một vầng mặt trời chó trang đập thẳng xuống, sóng nhiệt cuồn cuộn bao phủ, như thể mặt trời rơi xuống hủy diệt vạn vật. Cổ trần mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn mặt trời đang áp về phía mình, khẽ nhếch mép cười. Người vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm sao? Cổ trần bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi với thái dương thần tử. Không chờ đối phương kịp phản ứng, cổ trần đã đằng không bay lên lao thẳng tới vầng mặt trời chói trang kia, cứ như muốn đâm đầu vào chỗ chết. Không tốt, thái dương thần tử bỗng nhiên bừng tỉnh, bấy giờ mới nhớ tới cổ trần có thể nuốt chừng mặt trời. Đang muốn phản ứng, đáng tiếc đã không kịp, ôm ụp, chỉ thấy cổ trần há mồm nuốt một cái, mặt trời khổng lồ như một quả cầu ánh sáng bị hắn nuốt ngay vào trong bụng, ăn sạch tại chỗ. Ờ, chương 1291, cổ trần ăn xong thì ờ, tỏ vẻ chưa thỏa mãn nói, mùi vị không tệ, nhưng vẫn chưa đủ, lại tung ra chín mặt trời cho ta nếm thử nào. Lời này vừa được nói ra, bốn phía hoàn toàn yên ắng, thần tử các phương hoảng sợ phát hiện ra hung nhân cổ trần này đúng là danh bất hư truyền. Hắn quá hung tàn, ngay cả mặt trời cường đại do Thái Dương thần tử đánh ra cũng dám nuốt, rốt cuộc ta đã biết vì sao Thái Dương thần tử lại bại. Lôi trạch tự lẩm bẩm nhưng trong hai mắt lại bắn ra lôi quang. Hắn tỏ ra thận trọng, có cái nhìn hoàn toàn khác về cổ trần, không còn dám khinh khi nữa. Trước đó hắn đã định một mình đi giết cổ trần, may mà bận chút việc mới chậm trễ chưa đi, nếu không. Có khi không còn mạng mà về, lôi trạch cảm thấy may mắn quá, đáng chết, suýt nữa quên mất, thái dương thần tử xa sầm mặt mày, thầm mắng mình quên mất bài học trước kia. Còn không biết cổ trần cái gì cũng nuốt sao, thiếu chút nữa là hỏng chuyện, đừng lo lắng, cùng tiến lên, thái dương thần tử giận dữ quát lớn, đánh thức đám thần tử, thần nữ chung quanh bấy giờ mọi người mới giật mình tỉnh lại cổ trần đúng là khiến người sợ hãi thái thản thần tử hơi run lên không dám tùy ý hành động hắn chẳng những không xông lên trước ngược lại còn lặng lẽ lui ra sau hắn không muốn xung đột với cổ trần cái tên này từ đầu đến đuôi là một hung vật người sẽ không biết hắn hung tàn cỡ nào nếu dám chống đối chắc chắn phải ngậm trái đắng sao ngươi lui vậy có ai đó âm thầm truyền âm cho hắn thái thản thần tử hoảng sợ đưa mắt tìm kiếm lúc này mới phát hiện hắc ám thần tử cũng đang lặng lẽ lui ra ngoài. Hai người nhìn nhau cười cười, cả hai đều hiểu ý nhau, đều không muốn đối đầu với hung nhân cổ trần kia. Để bọn họ chơi đi, chúng ta đứng xem trò vui thôi. Hắc ám thần tử cười ha ha, hắn cùng thái thản thần tử lặng lẽ rời khỏi vòng chiến, không một ai chú ý tới động tác của hai người. Cổ trần, quả nhiên ngươi cũng có chút bản lĩnh, ánh sáng bừng lên, có người dẫm lên ánh sáng rơi xuống, như thể có một vầng sáng bao phủ quanh thân hắn chính là quang chi tử hắn đi đến đâu ánh sáng chiếu rọi đến đó y như một bóng đèn cao áp di động ha ha ta thấy cổ trần cũng chỉ có vậy mà thôi một bên khác bóng tối bao trùm thanh âm lạnh lùng mang chút khinh thường truyền đến ám chi tử xuất hiện quang ám hai đại thần tử đại biểu cho sự cường đại của thần tộc là thiên tài nổi bật trong thế hệ trẻ hiện nay hai người bọn họ đại diện cho hai phe khác nhau trong thần tộc ánh sáng và hắc ám trước giờ chưa từng chung đường nay lại vì giết cổ trần mà hợp thành một khối Cổ trần đánh giá một quang một ám, trong mắt lóe lên điều gì đó, dường như hắn đang suy tư, có thể ăn quang và ám không nhỉ, nhân tộc cổ trần, người đang nhìn cái gì. Quang chi tử cảm thấy không thoải mái trước ánh mắt của cổ trần, hắn lạnh nhạt hỏi. Cổ trần đột nhiên phun ra một câu, ta đang nghĩ không biết hai người các ngươi có ăn được hay không, ta chưa từng ăn ánh sáng, nhưng cái đám đen thui kia, trông khá là ngon miệng đấy. Cổ trần vừa nói xong, hiện trường yên tĩnh, nguyên một đám thần tử thần nữ đưa ra, ngơ ngác nhìn hắn, rõ ràng là bị mấy lời này dọa sợ ngây người. Quả nhiên hung tàn, thái thản thần tử sợ run, cười khổ nói, cổ trần lại nghĩ đến chuyện ăn quang chi tử cùng ám chi tử. Hắc ám thần tử tỏ ra quái dị nói, ta ngược lại rất muốn hắn ăn sạch ám chi tử, chỉ như vậy mới có hy vọng tranh đoạt chức vị ám chi tử mới. Ngươi muốn thượng vị, hắc ám thần tử cười thản nhiên, ai không muốn ngồi lên phía trên. Đối với hắc ám tộc mà nói, thân phận ám chi tử là một vinh quang. Thái thản thần tộc các ngươi không có thái thản chi tử, Chẳng lẽ ngươi không muốn thượng vị?" Hắc Ám Thần Tử cười hỏi, lời này khiến Thái Thản Thần Tử trầm mặc, Thái Thản chi tử là một loại tôn vinh, là biểu tượng cho thân phận cao quý trong Thái Thản tộc, tương lai sẽ có cơ hội nhận được Thái Thản thần truyền thừa, có khi còn có thể đi lên thiên giới. Cổ Trần, trong thần trận, ánh lửa bùng lên, bên trong ẩn giấu một bóng người uyển chuyển. Nàng là Hỏa Vân Nhi, nãy giờ vẫn yên lặng đánh giá Cổ Trần, trước giờ nàng chỉ mới được nghe những lời đồn về Cổ Trần. Hiện tại gặp được người thật nàng mới nhận ra danh tiếng hung nhân kia quả không sai. Nhìn đi, tên này đang định ăn quang chi tử và ám chi tử đấy, ôi trời. Hắn muốn ăn ám chi tử và quang chi tử sao? Lôi trẻ kinh ngạc, sau lưng lạnh toát, hung nhân này có cần can đảm vậy không? Còn dám nói ra ngoài, không sợ hai người kia tức giận ư? mươi 1292, Thái Dương thần tử sắc mặt quái dị, hắn nhìn khuôn mặt âm trầm của quang chi tử, lại nhìn ánh mắt đầy sát ý của ám chi tử. Cổ trần, người sẽ chết rất khó coi. Ám chi tử âm lãnh nói, nghe hắn nói như thế, cổ trần khinh thường đáp một thứ đen thùi lùi, mới nhìn đã muốn nôn, thôi ngươi tỉnh lại đi, ta không thèm ăn ngươi đâu. Nhưng mà quang chi tử này, trông ngươi có vẻ ngon miệng quá, không biết ăn một chùm ánh sáng sẽ có vị thế nào nhỉ. Cổ trần lẩm bẩm, không hề để ý sắc mặt của quang chi tử càng ngày càng đen, trong mắt lộ ra sát ý nồng nặc. Quang minh lĩnh vực, quang chi tử nổi điên thật sự, hắn đưa tay đánh tới một đoàn sáng, cả vùng trời trói lọi, Ánh sáng vô tận thể hiện đặc trưng của bọn hắn, nơi nào có ánh sáng, nơi đó có quang minh thần tộc. Phía sau lưng quang chi tử xuất hiện một đôi cánh thánh khiết, nó đang vỗ động nhẹ nhàng rót hàng loạt tia sáng xuống dưới, chúng xen lẫn vào nhau tạo thành một màn sáng bao phủ cổ chân. Hắc ám lĩnh vực, một bên khác, ám chi tử động thủ, hai đại thần tử liên hợp lại với nhau, ánh sáng cùng hắc ám, hai lĩnh vực chồng lên nhau tiến hóa thành một cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Quang ám hợp nhất, hỗn nguyên vô cực, Lôi trẻ kinh hô, nhìn hai đại lĩnh vực hợp nhất tạo ra một thế giới u ám đáng sợ, mang theo khí thức hủy diệt vạn vật chân áp xuống. Hỗn độn, cổ trần kinh ngạc, nhìn hỗn độn thế giới đang đè về phía mình. Hắn không chút kinh hoàng, ngược lại còn tỏ ra nóng lòng muốn thử, cả người hắn chấn động, sau lưng cũng xuất hiện một thế giới u ám. Một hỗn độn thế giới khác hiện lên khiến tất cả sợ ngây người. Sao có thể, quang chi tử, ám chi tử trợn mắt nhìn thế giới mà cổ trần thi triển ra, trông cực giống với hai lĩnh vực hợp nhất của hai người. Cũng là một thế giới u ám, như hỗn độn vô minh lúc đất trời còn chưa khai mở. ầm ầm, hai thế giới va vào nhau tạo ra dung chấn cực lớn, một cỗ năng khủng khiếp bộc phát, liên tục quét ngang xung quanh. Năng lượng cường đại đó tàn phá bừa bãi, khiến đám thần tử đang vây xem không thể không tránh đi. Giết, banh banh banh, ba bóng người cấp tốc giao chiến, va chạm lẫn nhau, gần như trong nháy mắt đã chém giết mấy ngàn lần, đánh cho hư không run rẩy, không gian nứt toác. Xoạt, sau một khắc, cả ba lần lượt ngã bay ra ngoài, bộ dáng chật vật, thân thể trồng chất vết thương. Cổ Trần chậm rãi đứng dậy, thanh đồng bí giáp trên người vỡ tan, hắn đã thụ thương. Mà phía đối diện, ám chi tử và quang chi tử cũng bị đánh về nguyên hình, một người khoác một tầng ánh sáng, một người được hắc ám bao phủ. Hai người âm trầm nhìn chòng chọc vào Cổ Trần, trong mắt lộ ra kinh hãi và không dám tin. Thể phách hắn quá mạnh, ám chi tử ngưng trọng nói, trong trận giao chiến ban nãy, hắn cảm nhận được sự cường đại của cổ trần, lực lượng kinh khủng tới mức hắn khó bề chịu nổi, có mấy lần hắc ám thần thể thiếu chút nữa bị đánh nát. Cổ trần hung tàn, mọi người cùng nhau xông lên, quang chi tử cảnh giác, lập tức kêu gọi số thần tử, thần nữ còn lại cùng tiến lên xử lý cổ trần, người này thật sự quá hung hãn, nguy hiểm vô cùng. Giết hắn, thái dương thần tử dẫn đầu hô lên, trong số những người ở đây, muốn giết cổ trần nhất chính là hắn vậy thì cùng lên đám thần tử thần tử còn lại nhìn nhau đồng loạt gật đầu sau đó cả bọn bộc phát ra khí tức mãnh liệt bùng nổ năng lượng toàn thân không ai dám giữ sức tất cả đều muốn một chiêu giết chết hung nhân cổ trần lần này là cơ hội hiếm có sao có thể bỏ lỡ nếu cả đám thần tử thần nữ cùng vây đánh mà lại để cổ trần chạy thoát vậy thì quá nực cười hai lúc nào cũng thích đánh hội đồng đám thần tử thần nữ các ngươi đúng là sống thành chó mà cổ trần thở dài nói ra giọng nói rõ ràng truyền vào tai mỗi một vị thần tử thần nữ thậm chí là cả đám bán thánh kia nữa không những thế câu nói đó còn bay ra khỏi thần trận quanh quẩn trong bách tộc thánh vực thật lâu chưa biến mất vô số sinh linh cường giả các phương nghe được câu nói này đều ngây dại tên giảo hoạt đáng tiếc người định sẵn phải chết hỏa vân nhi lộ vẻ tức giận nàng ta căm hận nhìn cổ trần không những không thối lui mà còn quyết tuyệt đánh ra liệt diễm đầy trời mục tiêu là cổ trần giết được ngươi là đủ rồi Số thần tử, thần nữ còn lại cũng tỏ ra thờ ơ, hoàn toàn không thấy xấu hổ, giống như đối với chúng mặt mũi chỉ là vật ngoài thân. Mặt mũi ăn được chắc, cho nên chúng mới không hèm quan tâm mặt mũi, giết được hung nhân cổ trần mới là chuyện đúng đắn nhất. Hai, xem ra sắp đăng thiên môn ở chỗ này rồi. chương 1293, cổ trần nhìn đám người cố tỏ ra lạnh lùng đánh về phía mình, nhịn không được thở dài, lời hắn truyền ra khiến chúng ngừng lại một chút. Oanh, vừa dứt lời, một cỗ ba động cường đại ập tới, hư không phát ra tiếng nổ tung liên tục khiến tất cả biến sắc mặt ông hư không rung động quy tắc sôi trào một cánh cửa khổng lồ thần bí xuất hiện phía trên đỉnh đầu mọi người thiên môn có người hoảng sợ kêu to trợn to mắt nhìn mọi người đồng loạt nhìn qua chỉ thấy trên cánh cửa khổng lồ đó dày đặc sức mạnh quy tắc uy áp kinh khủng tràn ngập khiến tất cả hốt hoảng sắc mặt đại biến mọi người kinh dị nhìn cổ trần tên này quá to gan lại dám đăng thiên môn ngay tại đây cổ trần người muốn chết Thái Dương thần tử sắc mặt âm trầm, giọng điệu bất thiện. Hắn không ngờ cổ trần lại dám triệu hoán thiên môn ở nơi này, muốn đăng thiên ngay trước mặt bách tộc thánh vực, không thèm để thần tử, thần nữ thậm chí là các bán thánh vào trong mắt. Quá cuồng vọng, lôi trạch khiếp sợ không thôi, hắn nhìn thiên môn khủng bố kia, trong lòng chấn động, hoàn toàn có một cái nhìn mới về sự cuồng vọng của cổ trần. Hùng nhân này thật sự quá kiêu ngạo, quá tự đại. Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể thành công đăng thiên ngay trước mắt nhiều cường giả như vậy, cổ trần, người nghĩ gọi được thiên môn là có thể tùy ý đăng thiên. Lời nói đạm mạc của quang chi tử truyền đến, hắn cười lạnh lùng. Trời, cổ trần này không hổ là hung nhân, thái thản thần tử cả kinh run sợ, ánh mắt nhìn cổ trần hoàn toàn thay đổi. Nếu tiểu tử này không chết, chắc chắn danh động toàn bộ man hoang đại thế giới, thậm chí không ai không biết không người không hay, hung danh hiển hách. Hắc ám thần tử sợ hãi than, ghê gớm, cổ trần này đã vượt khỏi tưởng tượng của các tộc, hắn cuồng vọng như thế là vì có lòng tin tuyệt đối, chờ thử xem. Có lẽ, hắn thật sự nằm ngoài suy đoán của chúng ta. Thái thản thần tử lặng lẽ thối lui, hai người lặng yên lui ra ngoài, những người khác đều dồn lực chú ý lên trên người cổ trần, căn bản không một ai biết có hai thần tử không tham dự vây giết cổ trần. Thiên môn xuất hiện, thiên địa quy tắc sôi trào tạo ra phản ứng dây chuyền. Đáng chết, có bán thánh kinh sợ, chừng mắng cổ trần, tiểu tử nhân tộc khốn kiếp. Thiên môn vừa ra, thiên địa quy tắc lập tức biến hóa, chúng ta không thể ẩn nấp được nữa, thời gian không đủ. Các bán thánh còn lại cũng tức giận, sắc mặt không dễ nhìn chút nào, bởi vì hành động kia của cổ trần khiến thiên địa quy tắc phát hiện ra bọn họ quá sớm, tất cả sẽ bị cuốn vào chiến trường hư không nhanh hơn nữa. Ha ha ha, chợt nghe có tiếng cười điên cuồng, uy thế thần ma cuồn cuộn. Chỉ thấy thần ma nọ cười sặc sụa, sau đó gầm lên đám kiến hôi. Các ngươi có bố trí thế nào cũng vô dụng, Thiên địa quy tắc không cho phép các ngươi ở lại đây. Ngoan ngoãn tham gia thánh chiến đi, đó mới là nơi các ngươi nên tới. Thần ma càn rỡ cười to, toàn thân bốc lên khí diễm cuồn cuộn, sức mạnh thần ma sôi trào chấn động cả hư không, ngay cả thần trận cũng kêu lên ong ong. Một đám bán thánh sắc mặt đại biến, gắt gao áp chế, không cho thần ma thoát khốn đi ra, một khi để nó thoát khốn, muốn trấn áp lại sẽ rất khó khăn. Tiểu tử, bổn tọa không tha cho ngươi." Đại Nhật thần tộc bán thánh phẫn nộ hét lên mặt trời chói trang sau lưng rực sáng, vô cùng dọa người. Đáng tiếc, cổ trần vẫn bình tĩnh như thường, căn bản là mặc xác lão, hắn chỉ chăm chăm để ý cánh cửa khổng lồ phía trên hư không. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên môn, nhưng cổ trần lại cảm giác thiên môn do mình gọi ra khác hẳn với Mỹ Đỗ Toa và Vũ Hoàng. Thiên môn này có chút quái dị, cổ trần lầm bẩm không chỉ riêng hắn, các cường giả còn lại cũng đã nhận ra điểm khác biệt, thiên môn của cổ trần không giống với người bình thường. Thiên môn này, dường như có bán thánh kinh ngạc nói các bán thánh còn lại lập tức nhìn qua nhất thời nhận ra sự dị dạng của cánh cửa nó khác hẳn thiên môn của người khác về bản chất bọn họ phát hiện thiên môn do cổ trần triệu hoán to lớn hơn khí tức minh mông thâm thúy hơn vô số quy tắc ấp ủ bên trong ong ong lúc này rốt cuộc thiên môn hoàn toàn thành hình một cỗ uy áp bàng bạc ập tới khiến thân thể thậm chí là tinh thần mọi người ở đây đều nặng nề tất cả mọi người sắc mặt đại biến cái này mọi người kinh hãi Cổ Trần thì kinh ngạc, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm thiên môn kia, hắn cảm thấy có chút không ổn. Bấy giờ, thần ma cũng nhìn về phía thiên môn, trong mắt bộc phát ra từng đợt cường quang, gương mặt dần lộ vẻ kinh ngạc. Chương 1294, nó tự lẩm bẩm, đây không phải thiên môn bình thường, là Thiên khiển chi môn, thiên khiển, thần ma trợn mắt hoảng sợ, dường như nó đã nhận ra cái gì, biểu tình có vẻ chấn kinh, thậm chí còn có chút hốt hoảng. Thiên khiển là một từ ngữ vô cùng khủng bố, thiên khiển chi môn, suốt cục, có thần tộc bán thánh nhận ra được sự huyền bí trong đó. Thiên môn này không phải thiên môn bình thường, mà chính là thiên khiển chi môn, mới nghe qua cái tên đã biết không phải thứ tốt lành gì, bên trong cánh vừa không phải kiếp phạt, mà chính là thiên khiển, người tiến vào chắc chắn phải chết, trời ơi, sao cổ trần này có thể dẫn thiên khiển chi môn tới. Đám thần tử, thần nữ kinh hãi, tất cả ào ào thối lui, sợ bị thiên khiển chi môn nhắm chúng lại chết không toàn thây đáng chết nhưng sao tiểu tử này lại dẫn được thiên khiển chi môn tới lôi trạch kinh sợ gầm nhẹ nói ở đây không có ai giải đáp được vấn đề của hắn ai nấy đều nghi hoặc không thôi hai mắt hỏa vân nhi sáng lên ánh lửa nàng nhìn chằm chằm cổ trần biểu tình nghiêm trọng cổ trần người thật khiến người khác phải bất ngờ nàng lầm bầm lại có cái nhìn hoàn toàn mới về cổ trần sự kiêng kỵ và cẩn thận trong lòng nàng được đẩy lên cao nhất nàng đã liệt cổ trần vào danh sách những kẻ nguy hiểm nhất người có thể đưa thiên khiển chi môn tới làm sao đơn giản được thiên khiển chi môn chắc chắn nhân tộc này giết hại quá nhiều mới dẫn tới thiên khiển không ít người đưa ra suy đoán mà quả thật cổ trần giết hại nhiều lắm không biết có bao nhiêu sinh linh đã bỏ mạng trong tay hắn có thể nói là giết một đường từ bách man sơn đến tận hỗn loạn thiên uyên cổ trần không quan tâm mình đã giết bao nhiêu tóm lại hễ là kẻ địch sẽ bị hắn giết sạch hắn chết chắc thái dương thần tử cười lạnh hắn nhìn cổ trần như nhìn một người sắp chết bước vào thiên khiển chi môn hẳn phải chết không nghi ngờ không ai toàn mạng ra được thiên khiển chi môn cũng phải một trăm ngàn năm mới xuất hiện lại một tôn bán thánh thì thào những người khác đồng loạt gật đầu lôi tộc bán thánh khẳng định nói căn cứ theo ghi chép ở nguyên quán của đại thần tộc chúng ta cách đây mười vạn năm thiên khiển chi môn từng xuất hiện qua một lần hình như lần kia cũng do một nhân tộc dẫn tới đáng tiếc kẻ đó đã thất bại lôi tộc bán thánh lắc đầu nói ra những người khác nghe xong nhíu mày có người kinh ngạc hỏi, vì sao dẫn thiên khiển chi môn tới đều là nhân tộc, 10 vạn năm trước một người, bây giờ cũng một người, nhân tộc luôn bị trời cao kiêng kỵ, bộ tộc bọn họ xuất hiện quá nhiều yêu nghiệt, thế nên bách tộc chúng ta luôn phải tìm mọi cách mặt sát căn cơ nhân tộc. Một tôn bán thánh lãnh khóc nói, ánh mắt nhìn về phía cổ trần chỉ toàn là chán ghét. Tiểu tử này có thể dẫn thiên khiển chi môn tới, nhất định là một yêu nghiệt kinh thế hãi tục, tiếc là sắp phải bỏ mạng trong thiên khiển chi môn rồi. Bên trong nguyên quán các tộc đều có một số ghi chép, trong niên đại xa xôi vô tận từng xuất hiện một lần thiên khiển chi môn, mà lại do một vị nhân tộc dẫn tới. Đáng tiếc, năm đó nhân tộc thất bại, chết trong thiên khiển. Thời gian trôi qua 10 vạn năm, hôm nay, nhân tộc hung nhân là cổ trần cũng gọi tới thiên khiển chi môn, hẳn thượng thiên muốn hoàn toàn diệt sát hắn. ầm ầm thiên uy cuồn cuộn, quy tắc sen lẫn, một luồng khí tức đáng sợ bắn ra khỏi thiên khiển chi môn, làm hư không vỡ nát, vạn vật run rẩy Cổ trần hơi biến sắc mặt, hắn nghe đám cường giả nghị luận, rốt cuộc hiểu được vì sao thiên môn của mình lại khác biệt. Đây không phải thiên môn bình thường, nó là thiên khiển chi môn. Thiên khiển sao, cổ trần nói một mình, trên mặt không chút kinh hãi hay sợ sệt, ngược lại còn có ý định đánh phá nó. Hư, thiên khiển thì sao chứ? Sau một khắc, cổ trần đạp trên hư không bước từng bước một về phía thiên khiển chi môn, hắn không những không sợ mà còn chủ động đi lên. Toàn thân khí tức ngút trời, khiến thiên khiển chi môn rung lên, tạo ra đảo ngược kịch liệt. Oanh, một tiếng ấm vang, thiên địa rung động, vô số quy tắc sôi trào tuôn ra. Không tốt, có bán thánh kinh hô, cảm thấy tình huống bất ổn. Các bán thánh còn lại giật mình, lập tức nhìn lên, chỉ thấy thiên địa quy tắc đột nhiên xảy ra biến hóa, bọn họ ẩn tàng đã vô dụng. Thiên địa quy tắc khóa chặt đám bán thánh, tất cả bị quy tắc chi lực quấn quanh, sắp bị kéo ngay vào chiến trường hư không. Đáng chết, không còn kịp rồi. Đại nhật thần tộc bán thánh hét lên, phẫn hận nhìn cổ trần, chính tên này đã gây ra chuyện, nếu hắn không đưa thiên khiển chi môn tới thì sao lại xảy ra biến cố chứ? chương 1295, làm sao bây giờ, các bán thánh gấp gáp, mắt nhìn quy tắc chi lực càng lúc càng mãnh liệt, bọn họ sắp không kháng cự nổi nữa. Mang theo thần ma cùng tiến vào chiến trường hư không, một tôn bán thánh tỏ ra kiên quyết, lão nói ra quyết định của mình. Chỉ có mang theo đọa lạc thần ma cùng tiến vào chiến trường hư không mới có thể giải quyết uy hiếp triệt để, có lẽ bọn họ sẽ tiêu diệt được nó ở trong đó tốt, cứ làm như thế. Còn lại bán thánh ảo ảo đồng ý, cả đám đạt thành hiệp nghị, lập tức ra tay. Thánh vực điệp ra, giam cầm thần ma, mở. Chỉ nghe từng tiếng quát lớn, 18 vị thần tộc bán thánh đồng thời nổ tung sức mạnh bao phủ thần ma đang cười như điên, giam cầm nó trong nháy mắt. Gần như là ngay lúc đó, phía trên hư không xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, cuốn 18 vị bán thánh vào trong, ngay cả tôn thần ma kia cũng cùng chung số phận. Không, thần ma bừng tỉnh, lúc này mới giống giận dẫy ruộng. Đáng tiếc lực lượng của nó còn lâu mới chống lại nổi trói buộc của quy tắc thiên địa, nó cùng 18 vị bán thánh tiến vào chiến trường hư không, biến mất trong vòng xoáy. Biến cố xảy ra quá nhanh, khiến những người khác không kịp phản ứng, khi tất cả giật mình tỉnh lại thì đám bán thánh và thần ma đã không còn tung tích. Giang giác, lúc này, một tiếng kịch liệt giòn vang truyền đến, đánh thức tất cả mọi người. Đông đảo cường giả, thần tử, thần nữ hào ảo dương mắt nhìn lên, lại gặp được một màn khiến bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi có bóng người nhảy lên, tung quyền đánh về phía thiên khiển chi môn. Đông, thiên địa rung động, sóng gió ngập trời, uy lực quyền kia, chấn động bốn phương, một tiếng răng rắc vang giòn, thiên khiển chi môn nứt ra, một áp lực đáng sợ từ bên trong tuôn ra, đè ép vô số người thở không nổi. Ôi, hắn đang làm gì? Đông đảo thần tử giật nảy cả mình, có người hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn bóng người ngạo nghễ đứng trước thiên khiển chi môn. Cổ trần lại dám dùng quyền đánh rách thiên khiển chi môn, hắn muốn làm gì hắn muốn đánh nát thiên khiển chi môn hỏa vân nhi quá sợ hãi nói mọi người nghe xong đổi sắc mặt hiển nhiên đã bị cổ trần hù sợ thiên khiển chi môn người chỉ có thể chấp nhận ứng kiếp chưa từng thấy ai hung hãn như thế ngược lại còn muốn đánh trả không một ai biết được nếu thiên khiển chi môn bị đánh rách sẽ xảy ra chuyện gì tiểu tử này điên rồi sao thái dương thần tử vừa kinh vừa sợ hắn cảm nhận rõ uy áp đáng sợ kia tim đập thình thịch ngay cả mặt trời sau lưng hắn cũng có chút bất ổn. Lôi trạch, quang chi tử, ám chi tử và đám thần tử còn lại cũng sợ muốn xỉu. Cổ trần lạnh mặt nhìn thiên khiển chi môn trước mắt, thanh đồng bí giáp kêu lên leng keng, phát ra ánh sáng mãnh liệt. Phía trên hai tay hắn đang ngưng tụ một lực lượng kinh khủng, tỏa ra từng đợt sóng dao động khiến người kinh hãi. Thiên khiển chi môn, cổ trần cười lạnh, cánh tay bắt đầu bắn ra thiên phạt lôi đình. Nát cho ta, cổ trần hét dài rồi đột một vung tay đánh tới một quyền. Dầm dầm, tiếng động khủng khiếp vang lên, vạn vật thất sắc, đông đảo thần tử thần nữ sắc mặt trắng bệch, liên tục lui về sau. Bách tộc thánh vực run rẩy, hàng loạt màn sáng xuất hiện liên tiếp, vô số sinh linh cường giả bị kinh động, đồng loạt tập trung chú ý về phía này. Khi nhìn thấy bóng người cao ngạo đứng giữa không trung, tất cả hít một hơi khí lạnh. Trời, là hung nhân cổ trần, hắn muốn đánh nát thiên khiển chi môn sao. Thánh vực sôi trào, các phương cường giả kinh dị nhìn tình cảnh trước mắt, hiển nhiên bị cổ trần dọa sàng lúc này đây cổ trần đang dốc sức hỏng phá vỡ thiên khiển chi môn hung uy hiền hách nát cổ trần gào thét hai mắt phun ra lôi quang vô tận hắn vung quyền lên đánh liên tiếp vào thiên khiển chi môn đùng đùng tùng tùng thanh âm tựa như trống trời vang vọng khắp thiên địa làm chấn động nhân tâm đông tiếng vang sau cùng thật lớn thiên địa thất sắc trời trăng ảm đạm gió mây bị cuốn ngược ra ngoài năng lượng đáng sợ quét ngang khắp nơi tất cả mọi người trợn mắt nhìn tình huống kinh khủng đang diễn ra Thiên khiển chi môn đã bị một quyền của Cổ Trần đánh thủng, sức mạnh cường đại xuyên qua thương khung, đánh thủng cánh cổng thần bí. Bang, nương theo một tiếng nổ tung, Thiên khiển chi môn rốt cuộc vỡ thành trăm mảnh. Thiên khiển chi môn vỡ nát, giữa thiên địa chợt truyền đến từng tiếng ca bi thương như thương thiên khóc thầm, lại như quỷ gào thần kêu tới từ địa ngục, rung động tâm linh. Thiên khiển chi môn cũng chỉ có thế, Cổ Trần thét dài, khí tức đạt đến tuyệt đỉnh, chấn động các phương dị tộc, khiến bọn họ đầu váng mắt hoa chương 1296, hung nhân tuyệt thế cỡ này đúng là làm người ta hoảng sợ. Bỗng nhiên, một sóng dao động khủng bố phát ra từ trong thiên khiển chi môn vỡ nát, như thể thiên nộ, có khí tức kinh khủng ấp ủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa quy tắc vô tận hội tụ thành một kiếp hải, mãnh liệt trào ra bên ngoài. Cơ hồ trong nháy mắt, cổ trần bị kiếp hải minh mông kia che mất. Kiếp phạt buông xuống, mọi vật trong vòng mấy chục dặm đều bị trôn vùi biến mất. Thiên khiển, mau lui lại, nhìn thấy thế những kẻ đang có mặt tại hiện trường hoảng sợ kêu to ào ào thối lui như điên thiên khiển là thiên khiển chi lực đấy trời ạ à? chôn vùi vạn vật đến chết mới thôi tất cả mọi người không nghĩ tới sau khi thiên khiển chi môn bị đánh nát sẽ có thiên khiển buông xuống trực tiếp tung hoành sức mạnh nếu không phải bọn họ đã sớm chuẩn bị có khi cũng bị thiên khiển bao phủ sau đó hóa thành cho bụi dù vậy vẫn có không ít sinh linh không trốn kịp bị thiên khiển đánh thành cho tàn trong nháy mắt cứ thế mà tan thành mây khói ầm ầm long trời lở đất vạn vật hoảng sợ nơi đó hoàn toàn bị một cỗ thiên khiển nước lũ bao phủ thiên khiển chi lực vô tận mãnh liệt buông xuống như thể trời cao bị đánh thủng một lỗ từ trong lỗ thủng đó tuôn ra dòng nước lũ diệt thế hủy diệt vạn vật ánh sáng khủng khiếp đánh xuyên lòng đất tạo ra một vực sâu thăm thẳm giữa thiên địa quy tắc chi lực dày đặc sen kẽ vào nhau cùng sôi trào tạo thành lực lượng thiên khiển đáng sợ phía dưới thiên khiển không ai may mắn thoát khỏi kết quả duy nhất chính là bị đánh thành cho thật là đáng sợ thái thản thần tử chấn động ánh mắt hoảng sợ nhìn cảnh tượng thiên khiển nước lũ bao phủ tới đâu nơi đó hóa thành cho khắp nơi bị đánh thùng quy tắc chi lực bùng nổ như muốn hủy diệt một bóng người bóng người đó chính là cổ trần hắn đang khổ sở chống đỡ huyết nhục thân thể chóc ra tầng tầng lớp lớp cứ như bị lột sống tại chỗ hắn cắn răng hai mắt căm tức nhìn thượng thiên bộc lộ bất khuất và phẫn nộ thiên khiển vì sao lại có thiên khiển buông xuống chẳng qua hắn chỉ muốn đăng thiên môn mà thôi có cần phải cố tình hủy diệt hắn như thế này không? Ta cướp vợ ngươi hả? Cổ Trần hét lớn, trong lòng gắng nén giận. Hắn luôn cảm thấy lực lượng đến từ thiên địa này đang nhầm vào hắn, không vì bất kỳ lý do gì, chắc chắn là vậy. Cổ Trần cảm giác mình như một khối u ác tính không được thiên địa thừa nhận, cứ bị đánh diệt cho bằng được. Tình huống đó khiến hắn không thể không hoài nghi, phải chăng chính vì hắn xuyên qua nên mới bị thiên địa nhầm vào, dẫu sao hắn cũng không phải người của thế giới này. Có lẽ là nguyên nhân đó, dù sao hắn cũng là khách lén qua sông. Cổ Trần sắc mặt khó chịu, khách lén qua sông thì sao, cũng đâu phá hư thiên địa này. Cũng đâu đối nghịch thiên địa, hắn chỉ muốn an ổn sống thôi mà, đã không cho ta an ổn, vậy ta liền lật ngược thiên này. Cổ Trần ngửa cổ lên trời gào thét, toàn thân toát ra một cỗ khí diễm, hai tay vung vẩy đánh nổ một cái màn sáng. "Giết, rầm rầm rầm", từng tiếng quát lớn truyền khắp các phương, có người trông thấy phía dưới thiên khiển là một bóng người đang vung vẩy song quyền đánh xuyên hư vô, giết thẳng vào dòng thiên khiển nước lũ. Nơi đó là thiên khiển chi môn vỡ nát, là nơi thiên khiển chi lực tuôn ra ồ ạt. Tuy thiên khiển chi môn đã nát, nhưng bên trong vẫn hội tụ thiên địa quy tắc vô tật, dày đặc sen lẫn vào nhau, hóa thành thiên khiển chi lực buông xuống dưới. Bành bành, cổ trần huy quyền, đi ngược dòng nước, phá vỡ thiên khiển nước lũ cuồn cuộn, thiên khiển chi lực tuôn ra nhập vào bên trong thân thể, cả người tràn ngập một cỗ cường quang. A, à, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, cổ trần từ trên hư không rơi thẳng xuống vực sâu. Thiên khiển nước lũ đuổi theo, nhấn chìm cổ trần vào sâu trong lòng đất, tạo ra từng đợt dư âm đáng sợ. Thiên khiển chi lực khủng bố vô song, vạn vật đều tan thành cho bụi, hoa cỏ cây cối nham thạch bùn đất biến mất, không cái nào may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người ngây dại, lần đầu thấy được hình ảnh kinh thiên động địa thế này. Thiên khiển, lại còn là lần đầu tiên xuất hiện, quả thật ai cũng hoảng sợ hắn chết chắc, thái dương thần tử lẩm bẩm ngơ ngác nhìn thiên khiển nước lũ kia, trong lòng nhịn không được run lên, thật là đáng sợ. Bất kỳ vật gì ở nơi đó cũng không thể tồn tại, vô số thần văn trận pháp mà các đại thần tộc bán thánh bố trí gần đó cũng bị chôn vùi. Ai có thể sống sót dưới thiên khiển chứ? Không một ai có mặt tại hiện trường nghĩ cổ trần có thể thoát chết. chương 1297, dưới thiên khiển đáng sợ như thế, sống là quá vô lý, đệ nhất hung nhân, cổ trần, phải bỏ mạng dưới thiên khiển đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc, quang chi tử, ám chi tử, lôi chạch không ai là không thở dài liên tục, nhìn thiên khiển diệt thế vừa rồi, người nào cũng không tin cổ trần sống được. Nhân tộc cổ trần, tuy người đã chết, nhưng chắc chắn tên người sẽ được ghi vào nguyên quán và sử sách của bách tộc. Hỏa Vân Nhi trịnh trọng nói ra, mọi người nghe thế đều gật đầu đồng ý, cổ trần là một nhân vật kinh thiên động địa, là người đầu tiên dẫn thiên khiển chi môn tới trong vòng 100.000 năm qua, cũng là người đầu tiên nghênh đón thiên khiển. Người như thế chắc chắn sẽ vang danh tứ phương, thậm chí từ nay về sau, sự tích của hắn sẽ được ghi khắc lại trong sử sách. Thiên khiển, trước giờ vốn chỉ là một tin đồn, hiện tại rốt cuộc thấy được, mà người cho bọn họ cơ hội ấy chính là hung nhân cổ trần. ầm ầm, mặt đất chấn động, sông núi nứt toác, thiên khiển nước lũ cuồn cuộn buông xuống, vô cùng vô tận, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Tất cả mọi người cười lạnh trước sự cuồng vọng của cổ trần, có khinh thường, có châm chọc, có tiếc hận, có hưng phấn, tóm lại, Mỗi người một tâm tình khác nhau. Đệ nhất hung nhân đã chết, đáng tiếc, nơi xa, Hỏa Tang Nhi, Hỏa Lân Tử và những người từng gặp hắn, thậm chí chí từng giao thủ với hắn đều lộ ra thần sắc tiếc hận. Nhất là Hỏa Tang Nhi, nàng ta mấy lần bị Cổ Trần kích thích thiếu chút nữa hỏng mất tâm linh, hiện tại đột nhiên trông thấy Cổ Trần bị thiên khiển đánh chết, trong lòng chợt tuôn ra từng đợt khoái ý. Đông, bóng, một tiếng ầm vang phát ra từ trong lòng đất sâu vô tận, cả mặt đất kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, có bóng người từ dưới vực sâu phóng thẳng lên trời, một đường phá vỡ thiên khiển nước lũ, cực kỳ mạnh mẽ đánh thẳng vào hang trời phía trên. Nơi đó chính là vị trí của thiên khiển chi môn ban nãy, người kia lại có thể đánh xuyên qua thiên khiển nước lũ, giết tới phụ cận. Muốn diệt ta, thiên khiển cũng không được, chỉ nghe một tiếng hét dài truyền đến, thiên địa ù ù rung động, vô số người kinh hãi, trừng lớn hai mắt. Không có khả năng, hắn không chết, đây không phải là thật. Kinh hãi, các phương sợ hãi, đám người thái dương thần tử, ám chi tử, quang chi tử giật mình kêu lên, trừng lớn đôi mắt nhìn bóng người đang xông phá thiên khiển. Giờ khắc này, vô số sinh linh bên trong bách tộc thánh vực bị một màn trước mắt làm cho chấn động. Cổ trần, vậy mà không chết, ầm ầm, phía dưới thiên khiển, một bóng người ngừng vung quyền đánh tới. Đó là cổ trần, hắn vậy mà không chết, chỉ là thanh đồng bí giáp trên người rách nát kinh khủng, máu thịt bê bết, có vẻ vô cùng chật vật. Tất cả sợ ngây người, đều bị sự hung hãn và cường đại của cổ trần chấn kinh vậy mà không chết, Thái Dương thần tử tỏ ra kinh dị, trong mắt muốn chừng rớt ra ngoài. Vốn hắn đang nghĩ, nếu bản thân ở dưới thiên khiển chắc chắn không kiên trì nổi ba hơi, vậy mà bây giờ cổ trần lại sinh long hoạt hổ, thoạt nhìn không có việc gì, đã thế còn càng thêm cường đại, khí tức càng sâu không lường được, mỗi một quyền đều có thể đánh tan một đợt thiên khiển chi lực. Mỗi lần đánh như thế, một tia thiên khiển chi lực lại bị hút vào bên trong thân thể hắn, khiến khí tức cổ trần mạnh thêm một phần. Thiên khiển chính là lực lượng nằm trên thiên phạt, dưới loại tình huống này, Cổ Trần chẳng những không bị thiên khiển đánh chết, ngược lại còn kích thích thiên phạt chi lực bên trong thân thể không ngừng biến hóa, trưởng thành. Mỗi một lần hắn hấp thu một tia thiên khiển chi lực, thiên phạt chi lực trong thân thể hắn sẽ hội tụ lại, sau đó lột xác trở nên cường đại hơn. Mở, một tiếng quát lớn, khắp nơi chấn động, chỉ thấy phía dưới thiên khiển, Cổ Trần vung tay lên đánh nổ bốn lần thiên khiển chi lực, hút sạch chúng vào cơ thể. Dưới sự tẩy lễ của thiên khiển, thân thể hắn không ngừng mạnh lên thể phách càng cường đại, chút nữa thôi là hắn qua truyền thánh thể cảnh giới. Thể phách cường đại chậm rãi lột xác, thánh quang tràn ngập như sắp bước vào cảnh giới thánh thể, thân thể thành thánh. Bành, đột nhiên, cổ trần đánh xuyên qua thương khung, thiên khiển nước lũ vỡ tan, hắn lập tức thừa cơ nhảy vào trong cái lỗ tuôn ra thiên khiển nước lũ. Đó cũng chính là nơi thiên khiển chi môn biến mất, cổ trần nhảy lên, giết vào trong đó. Giang giác, giang giác, dưới vô số ánh mắt soi mói, ngay phía dưới thiên khiển, Cổ Trần chặt đứt thiên địa quy tắc, cực kỳ cường thế giết vào trong, bóng dáng hắn dần dần mơ hồ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy thiên khiển chi lực vô tận đang sôi trào gào thét, bộc lộ sức mạnh diệt thế, nhưng vẫn không cách nào diệt được Cổ Trần. Chương 1298. Dường như Cổ Trần không sợ thiên khiển, ngược lại dưới sự vùi dập của thiên khiển hắn không ngừng mạnh lên, cho dù thể phách hay huyết nhục của hắn bị đánh thê thảm cỡ nào, đều có thể nhanh chóng chữa trị, trở nên mạnh hơn. Không thể tưởng tượng, Thái Thản thần tử hắc ám thần tử liếc nhìn nhau, thấy được sự sợ hãi trong mắt nhau. Sự cường đại của cổ trần khiến người chấn động, quá kinh khủng. Hỏa Vân Nhi, Thái Dương thần tử, Quang Chi tử, Ám Chi tử. Mặt mày ngơ ngác, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Hùng nhân này đúng là vô địch, có bách tộc cường giả nuốt nước bọt thốt ra, rõ ràng bị dọa muốn vỡ tim. Hùng nhân như thế, một khi hắn sống sót vượt qua thiên khiển, còn ai áp chế, còn ai là đối thủ nữa đây? nhất thời mọi người đều cảm thấy trong lòng nặng nề hoảng sợ cực độ đừng nói chi sinh linh bình thường ngay cả đám cao thủ của các đại thần tộc cũng cảm giác chân run gối mỏi không dám di chuyển thiên khiển cũng không diệt được hắn sao hắn đã thành sao sắc mặt hỏa vân nhi biến đổi liên tục tâm tình cực kỳ phức tạp không cách nào bình tĩnh trở lại nàng siết chặt quả đấm trong mắt là kinh ngạc và không cam lòng một kẻ ghê gớm như thế hỏi cái đám dị tộc trẻ tuổi thiên kiêu yêu nghiệt như bọn họ làm sao đối mặt làm sao bây giờ Quang chi tử, ám chi tử run run nhìn mọi người chung quanh, ánh mắt dò hỏi. Bây giờ nên làm gì? Thiên khiển cũng không diệt được cổ trần, ngược lại càng khiến hắn cường đại hơn. Bọn họ có hơi sợ hãi, nếu như cổ trần bước ra khỏi thiên khiển, vậy chờ đợi bọn họ sẽ là tình huống gì? Thái dương thần tử sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ nói, sợ cái gì, cho dù hắn vượt qua thiên khiển nhất định cũng trọng thương, hợp lực giết hắn là xong. Hơn nữa các người cũng đừng quên, hung nhân cổ trần này hận chúng ta thấu xương, các người nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Thái dương thần tử hừ lạnh nhắc nhở, khiến đám thần tử thần tử nghe xong biến sắc mặt liên tục. Ánh mắt bọn họ sáng lên, nhìn chằm chằm bên trong thiên khiển, nơi đó có một kẻ đang không ngừng đánh đấm, sự cao ngạo tuyệt thế của hắn khiến người ta nể phục. Vì sao nhân tộc lại xuất hiện quái vật bực này? Vẻ mặt lôi chạch vặn vẹo, trong lòng chán ghét cổ trần đến cực độ. Nhân tộc, một chủng tộc ti tiện chỉ xứng làm nô lệ của các đại thần tộc, sao lại có thể sinh ra yêu nghiệt như thế? thiên khiển cũng đánh không chết, ai dám đối mặt với hắn, mau nhìn, hắn muốn làm gì. Đột nhiên, có người kinh ngạc hô lên, mọi người đồng loạt nhìn lại, đồng tử nở ra, hiển nhiên là bị tình huống trước mắt dọa sợ. Oanh, chỉ thấy bên trong thiên khiển, cổ trần đang há mồm phát ra một lực hút đối với chung quanh. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, thiên khiển chi lực kinh khủng hóa thành một dòng lũ lớn tràn vào miệng cổ trần, bị hắn nuốt vào trong bụng. Đúng vậy, cổ trần há mồm triển khai cắn nuốt thiên khiển chi lực, Kết ngụm này tới ngụm khác, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng thiên khiển vô tận, cả người hắn như bị thiên khiển đánh thành hư vô, quang mang hừng hực, đâm chói mắt người nhìn. Hắn, hắn, hắn vậy mà Thái Dương Thần Tử hoảng sợ kêu to. Hắn nhìn thấy cổ Trần ở bên trong thiên khiển lại đang cắn nuốt sức mạnh thiên khiển vào cơ thể, thật sự không sợ chết sao? Nhưng càng kinh khủng chính là cổ Trần không những không chết, ngược lại càng thêm cường đại tới khủng bố, khí tức khiếp người. Các đại thần tộc thần tử thần nữ hốt hoảng, sắc mặt hoảng loạn nhìn lên tuyệt thế hung ảnh bên trong thiên khiển. Cổ trần cắn nuốt sức mạnh vô tận, thiên phạt chi lực bên trong cơ thể rốt cuộc trưởng thành, hóa thành thiên khiển chi lực. Tạm thời, đây chính là sức mạnh cường đại nhất trong bốn loại huyết mạch chi lực của hắn, thiên khiển. Thiên phạt lột xác thành thiên khiển, đối với cổ trần mà nói là một chuyện tốt, át chủ bài càng cường đại, tương lai của hắn sẽ càng thông thuận. Không chỉ như thế, bên trong thiên khiển chi môn vỡ nát còn có vô số thiên địa quy tắc số sức mạnh quy tắc đó đang bị cổ trần liên tục kéo căng đánh vào chỗ sâu nhất dường như chỗ đó đang nổi lên quy tắc bản nguyên vô tận cổ trần biết thiên khiển chi môn tầng cao nhất có quy tắc bản nguyên mà hắn muốn chỉ cần đến được chỗ đó là có thể lấy quy tắc sửa luyện thân thể thay đổi bản thân thiên khiển chi môn nói trắng ra thì cũng chính là thiên môn tồn tại theo kiểu tầng tầng lớp lớp mà mỗi tầng mỗi lớp đó đều là một thế giới riêng biệt mức độ kinh khủng khác nhau chương 1299. Bây giờ, bên trong đó không phải kiếp phạt mà là thiên khiển chi lực, nhưng cổ trần không sợ, hắn đã nắm giữ được loại sức mạnh này, cho nên hắn mới có thể liên tiếp phá vỡ phong tỏa và hủy diệt ở mỗi tầng, không ngừng cắn nuốt đi lên. Oanh, ầm ầm, tiếng động khủng khiếp vang ra ngoài thiên khiển chi môn, hư không rung động, một cỗ thiên khiển chi lực đáng sợ bung ra, càn quét vạn vật. Mọi người tận mắt thấy cổ trần đánh xuyên qua thiên khiển chi môn tầng 10, đang lâm tuyệt đỉnh, cường thế làm cho người khác hoảng sợ. Hắn đang lâm thập trọng thiên môn rồi, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn thân ảnh mơ hồ cao ngạo tuyệt thế kia. Đó mới là tuyệt đỉnh thật sự, so với thiên môn bình thường thì thiên khiển chi môn tầng 10 khủng bố hơn gấp trăm lần ngàn lần, có thể đang lâm tuyệt đỉnh, đủ để chứng tỏ sự cường đại của cổ trần. Sau đó mọi người nổi lên một nghi vấn, phía trên thiên khiển chi môn tầng 10, đến cùng là cơ duyên gì? Cổ trần đang lâm tuyệt đỉnh, phải chăng mang ý nghĩa hắn thành công đột phá thiên nhân, trở thành thiên nhân vô địch trời. Nghĩ đến đó, đông đảo cao thủ nhịn không được hít sâu một hơi. Một khi hắn thành thiên nhân, mức độ khủng bố khỏi phải bàn, chỉ mới tưởng tượng chút thôi mà đám thần tử thần nữ đã nhịn không nổi cảm thấy ghê răng, chân nhũn như bún, mặt mày tái mét. Hắn vô địch rồi, thái thản thần tử sờ lên đầu, vẻ mặt ngây dại. Hắn đã không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cổ trần trước đó đã đủ cường đại, dưới sự vây giết của đông đảo cao thủ vẫn có thể sinh long hoạt hổ, thậm chí còn dẫn tới thiên khiển chi môn, trực tiếp đánh nổ, sau đó ngược dòng thiên khiển chi lực xông thẳng lên trời. Chiến lực kinh khủng cỡ đó, ai dám chống lại hắn? Nhìn sắc mặt của Thái Dương thần tử là biết, trước đó không đánh lại người ta, bây giờ người ta đang lâm thiên khiển chi môn tuyệt đỉnh, tương đương với vượt qua thiên khiển. Thiên khiển cũng đánh không chết, người nghĩ người đánh lại sao? Lúc này, bên trong thiên khiển chi môn, thiên địa quy tắc hội tụ hóa thành bản nguyên bao phủ chỗ đó. Thiên khiển chi môn tuyệt đỉnh, một bóng người ngạo đứng đấy, mặc cho thiên khiển liên tục tấn công vẫn không hề động đậy. Chỉ nghe từng đợt len keng truyền đến không ngừng, có thể mơ hồ thấy được thánh quang nhàn nhạt lưu chuyển xung quanh cơ thể cổ trần. Tới đi, quy tắc bản nguyên luyện đúc thân ta, cổ trần đột nhiên hét lớn, giang hai cánh tay giải tỏa trói buộc thân thể, hắn mở rộng lòng dạ triển khai cắn nuốt quy tắc bản nguyên, đúc luyện thân thể, tăng cao tu vi. Oanh, một tiếng vang lớn, toàn bộ thiên địa run rẩy, giống như đang tức giận có kẻ dám chiếm đoạt thiên địa bản nguyên nhập thể rèn đúc chính mình. Cổ Trần dứt khoát ngồi xuống xếp bằng thân thể như một lỗ đen phát ra lực hút khủng khiếp, nuốt chửng toàn bộ quy tắc bản nguyên, thiên khiển chi lực chung quanh vào bên trong thân thể. Bang bang, thân thể Cổ Trần đang phát sáng, một luồng thánh huy xen lẫn, thánh huy nhàn nhạt, nhạt. Toàn thân Cổ Trần bốc lên từng sợi thánh huy, phảng phất muốn siêu phàm nhập thánh. Thân thể của hắn đang tiến hành một loại thay đổi cấp cao, sắp phá đi phàm thai, thành tựu thánh thể quy tắc bản nguyên vô tận tràn ngập thân thể lực lượng quy tắc làm chủ nuốt chừng các loại quy tắc chi lực khác để tẩy luyện thân thể biến thành mạnh hơn thánh huy lan tỏa khiếp người đảm phách thể phách cổ trần đã gần đạt đến vô hạn thánh thể nhưng vẫn luôn thiếu một chút không cách nào nhảy qua cho dù hắn có nuốt bao nhiêu quy tắc bản nguyên thì vẫn không thể đột phá bước cuối cùng điều này khiến cổ trần hơi nghi hoặc nhưng đành chịu nếu không thể đột phá thì chỉ có thể yên lặng tích lũy chậm rãi chờ đợi tuy chưa thể chính thức siêu phàm nhập thánh nhưng những lực lượng khác lại trưởng thành chóng mặt, bốn loại huyết mạch chi lực bên trong thân thể sôi trào, cắn nuốt quy tắc bản nguyên để mạnh lên. Không gian quy tắc, thời gian quy tắc, hỏa diễm quy tắc, và thứ cường đại nhất, thiên khiển chi lực. Hấp thu càng nhiều quy tắc bản nguyên vào thân thể, cổ trần càng cảm thấy bão hòa, cứ tưởng chỉ cần tiếp tục thế này là sẽ tiến bộ dần dần, nhưng hắn đột nhiên nhận ra mọi chuyện không đơn giản như những gì hắn nghĩ. Hiện tại, không chỉ thể phách đã đạt đến cực hạn, không cách nào đột phá thánh thể, mà bốn loại huyết mạch chi lực kia cũng sắp bão hòa, dậm chân tại chỗ không tăng tiến nhiều, ngay cả thiên khiển chi lực cũng không mạnh thêm chút nào, nó cứ mắc kẹt ngay chỗ này, chỉ cần bước qua là có thể đặt chân vào ngưỡng cửa thánh, nhưng mãi cũng không vượt qua được. Tiếp theo chính là thời gian chi lực, từ đầu đến giờ thẳng bước đi lên, đến điểm mấu chốt thì lại dừng, cuối cùng chẳng thể vượt qua, bị chặn ngay bên ngoài thánh kính. Sau cùng là Nam Minh Ly Hỏa, nó biến hóa đến trình độ khủng bố từ sớm, và cũng y như hai cái trên bị chặn ngay trước cửa vào thánh